chương 1140, đại quân tượng đá thượng. Nam tử dùng thương được gọi là trường tôn lập tức cất thương đi, cung kính nói. Thất lễ, kính xin công tử thứ tội, hạ vô khuyết chỉ vung vung tay, lại nhìn hai người lăng hàn nói. Hai vị xưng hô như thế nào, lăng hàn, thủy nhạn ngọc, thê tử của ta, lăng hàn cũng cười nói. Sắc mặt của hạ vô khuyết không khỏi ngưng lại, rất rõ ràng lộ ra vẻ âm trầm. Hắn không phải không gặp mỹ nữ, nhưng vư vật như thủy nhạn ngọc thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa thấy liền để hắn ái mộ cùng muốn giữ lấy, nhưng đối phương lại danh hoa có chủ. Hắn quét nhìn lăng hàn một chút, không khỏi lộ ra vẻ trào phúng, loại tiểu nhân vật này cũng xứng với người ngọc như vậy. Hắn cười gằn, chỉ cần người có mắt, liền có thể phân biệt ra được hắn và lăng hàn cái nào càng tốt hơn. Đối với điểm ấy, hắn tự nhiên tràn ngập tự tin. Hắn là con trai thứ 67 của Hoàng đế Phách Hạ Hoàng Triều, cũng là con nhỏ nhất, nhưng thiên phú xuất sắc nhất, mới 507 tuổi, đã là Sơn Hà Cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Càng mấu chốt chính là, hắn ở hơn 40 tuổi còn được đưa vào một tiểu thế giới, ở nơi đó thành công khai thiên, tu mỗi một cảnh giới đến hoàn mỹ. Hắn tràn ngập giã vọng, muốn trở thành thiên tài mạnh nhất trong lịch sử. Hai vị, nơi này tình huống không biết, có khả năng vô cùng nguy hiểm, không bằng kết bạn cùng đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn cười nói, Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu nói, bèo nước gặp nhau, không cần nàng tự nhiên biết tâm tư của đối phương nhưng hiện tại tim của nàng chỉ ở trên người lăng hàn tự nhiên không nghĩ cái khác hai người cất bước mà đi nhưng nam tử dùng thương lập tức cất bước cản bọn họ lại trường tôn ngươi làm cái gì vậy hạ vô khuyết lạnh lùng quát nam tử dùng thương vội lui về phía sau một bước quỳ một chân trên đất nói thuộc hạ lỗ máng thủy cô nương chúng ta còn có thể gặp lại hạ vô khuyết lộ ra nụ cười tự tin thủy nhạn ngọc không trả lời lăng hàn đưa tay lắc lắc cũng không quay đầu lại công tử nam tử dùng thương tiến tới hắn hơi nghi hoặc một chút công tử rõ ràng yêu thích nữ nhân này tại sao không trực tiếp lưu đối phương lại lấy thân phận địa vị thiên phú võ đạo của công tử nữ nhân nào không chủ động đầu hoài tống bão ngươi không hiểu hạ vô khuyết cười nói vẻ mặt lộ ra ý tứ sâu xa quá dễ dàng liền được nữ nhân này lại có ý gì hắn còn thiếu mỹ nữ sao nhưng nữ nhân như thủy nhạn ngọc lại tựa như rượu ngon cần phải từ từ thưởng thức hắn không chỉ muốn chiếm thân thể đối phương còn muốn chiếm tâm của đối phương tự nhiên không cần nóng vội chúng ta còn có thể bèo nước gặp nhau hắn phất phất tay theo sau lang hàn cùng thủy nhạn ngọc đi ra một khoảng cách xác định phụ cận không người hắn giương tay lên bọn người vũ hoàng từ trong hắc tháp xuất hiện có điều cũng không phải là tất cả mọi người như thàn giả, chu vô cửu vẫn ở lại trong hắc tháp tu luyện bây giờ tu vi của bọn họ vẫn quá thấp ở đây không có hiệu quả rèn luyện, tự nhiên đặt tinh lực ở trên tu luyện mới tốt. Đi ra chỉ có 5 người, Phong Phá Vân, Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh, Hách Liên Thiên Vân còn có Đinh Bình, Tu La Ma đế hiện tại là dáng dấp khôi lỗi lang, không thể tính vào hàng ngũ người, lại nói, hắn vốn là sinh linh của minh giới, cùng người không có chút quan hệ nào. Đây chính là mộ lớn trong tinh không, bọn người Vũ Hoàng kinh ngạc, địa phương này không hợp tưởng tượng của bọn họ, phảng phất không khác gì hợp Ninh Tinh cả, chỉ là linh khí yếu một chút nhưng sinh mệnh tinh khí đầy đủ đến kinh người ừm lang hàn gật đầu đây là không gian trong mộ lớn xác thực lớn có chút thái quá ha ha nếu đến nơi này vậy phân nhau đi đi ánh mắt của vũ hoàng lóe sáng tràn ngập chiến ý ừm phong phá vân và mộ dung thanh đều gật đầu vẫn là đồng thời đi có thể chiếu ứng lẫn nhau lang hàn cảm thấy nơi này nguy hiểm hơn nữa nơi này cường giả quá nhiều tuy đám người vũ hoàng bước vào thần cảnh lại có năng lực vượt cấp chiến đấu nhưng người có khả năng áp chế bọn họ vẫn nhiều lắm tứ đệ chúng ta đều thích hợp lấy chiến nuôi chiến một mực khổ tu cũng không phải đường của chúng ta phong phá vân cười nói lăng hàn ngẩn ra sau đó chậm rãi gật đầu ba vị huynh trưởng đều là thiên tài đỉnh cấp đặc biệt là vũ hoàng một đời bá chủ nhân vật như vậy há có thể ở dưới cánh chim của người khác bọn họ đều là hạng người ngạo khí trùng thiên tự nhiên có con đường của mình được vậy ở lối ra hội hợp lăng hàn cũng không phải hạng người lập dị Tứ đệ, cẩn thận, ba người phong phá vân đều nói, sau đó từng người rời đi. Ô, chạy nhanh như vậy, hách liên thiên vân gãi gãi đầu, nếu bọn họ đều đi, bản tòa cũng không tiện lưu lại, vậy lăng tiểu tử, chúng ta sau này gặp lại. Hắn cũng tìm một phương hướng khác nhau, nhẹ nhàng rời đi. Sư phụ, Đinh Bình nóng lòng muốn thử, lăng hàn không khỏi lừa một cái nói, người trước tiên đột phá thần cấp, vậy ta có thể cho phép ngươi đi ra ngoài rèn luyện, hiện tại đàng hoàng ở đây đi. Vâng. Đinh Bình nhất thời cúi đầu, ba người cũng chọn một phương hướng đi tới, đây là một mảnh bình nguyên, bốn phía không có cái gì có thể chỉ dẫn phương hướng, bởi vậy chỉ cần bọn họ đừng quay đầu là được. Nơi này hoang vu, trên vùng bình nguyên cũng không có một chút xíu sinh linh, ngay cả cỏ cũng không có, phảng phất đây chính là một tử địa. Rất kỳ quái, tuy không có linh khí, nhưng sinh linh phổ thông lại không cần linh khí nha. Lại nói, ở đây sinh mệnh tinh khí phóng lên trời, thực vật phải tươi tốt, động vật phải cường tráng sao sẽ trở thành một mảnh tử địa bọn họ tiếp tục tiến lên gần như sau một ngày ồ lang hàn hét lên kinh ngạc chỉ thấy phía trước có một đám người lớn tối om om giống như quân đội liệt trận hắn chỉ nhìn một hàng liền có mấy ngàn mà nhiều hơn mấy hàng nữa vậy chính là mấy vạn sư phụ làm sao đinh bình vội vàng hỏi lang hàn phát động chân thị chi nhãn vẻ kinh ngạc càng thêm mãnh liệt bởi vì những cái kia không phải chân nhân mà là tượng đá hắn nói đi nhanh chút ồ Đinh Bình vội vàng gật đầu, nhưng hắn chỉ là phá hư cảnh, sao so tốc độ với Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc, nhất thời bị Lăng Hàn đá vào mông một cước, veo, liền lao về quần thể tượng đá kia. Sư phụ, hắn thảm thiết nói, chương 1141, đại quân tượng đá hạ. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi chừng Lăng Hàn một chút, người khác có đồ đệ thiên tài như thế xem là bảo cũng không kịp, nhưng Lăng Hàn ngược lại tốt, đều nghĩ tất cả biện pháp dằn vật đệ tử này. Có điều, thực lực của Đinh Bình tăng lên lại rõ như ban ngày, nếu nàng không cố gắng, rất có thể sẽ bị đối phương vượt qua. Lăng Hàn cười ha ha, một bên nắm lên thủy nhạn ngọc đuổi gấp, vừa nói. Đồ nhi, sư phụ kiểm tra năng lực phản ứng của ngươi, kết quả để sư phụ rất thất vọng. Oanh, đinh bình ngã trồng vó, đầu rơi xuống đất trước, trực tiếp đâm vào trong đất bùn, hắn rút đầu ra, chỉ thấy mình đã rơi vào trước một đại quân tối om om, để hắn giật mình, vội làm ra dáng dấp cảnh giới, sau đó mới phát hiện những cái này đều chỉ là tượng đá. Lúc này, lăng hàn cùng thủy nhạn ngọc cũng đã chạy tới tu la ma đế đi theo phía sau lăng hàn nhìn xung quanh kinh ngạc nói đám tượng đá này có ít nhất hơn triệu đây là vật chôn cùng sao thủy nhạn ngọc tò mò nói tuy trăm vạn tượng đá rất kinh người nhưng đại năng an táng ở nơi này chỉ ít là hằng hà cảnh vậy trăm vạn tượng đá là quá phổ thông hẳn là vậy có một vạn người tiếp đón ở dưới cửu tuyền cũng không cô quạnh lăng hàn lắc lắc đầu đáng tiếc dù vô địch thần đạo nhưng trung quy vẫn hóa thành bùn đất, lẽ nào thật sự không có ai có thể vĩnh hằng bất diệt sao? Tuy tuổi thọ của sáng thế cảnh nhiều thái quá, nhưng cũng có hạn, nhiều nhất 4 tỷ năm. Đây quả thật là một con số kinh khủng, nhưng trung quy không phải vĩnh hằng, luôn có ngày kết thúc. Ồ, đây còn có một bia đá, bọn họ đi phía trái một đoạn, chỉ thấy có một bia đá cao ba trượng dựng thẳng ở trước trận, mặt trên còn có chữ, có điều lần này không mơ hồ, mà thanh thanh sở sở. Tự tin vô địch, có thể xông trận mà qua lang hàn đọc nói đi đường vòng hay sông trận thủy nhạn ngọc hỏi bầy tượng đá này không biết là cái quỷ gì vẫn không nên dễ dàng mạo hiểm mới tốt lang hàn vừa định nói chuyện nhưng ngẩn ra nói phía trước có động tính bọn họ dồn dập nhảy lên chỉ thấy ở bên trái cách mấy trăm trượng có đoàn người xông vào trong tượng đá mà những tượng đá nguyên bản cứng ngắc kia rõ ràng đều chuyển động khởi xướng công kích về người đi đường hiện tại song phương đang đánh cho hừng hực khôi lỗi Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đều bật thốt lên, bây giờ bọn họ đối với đồ chơi này thực sự là không xa lạ gì. Có điều, lúc trước ở địa tâm đảo chỉ có hơn một ngàn bộ khôi lỗi, đại bộ phận chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị, nhưng hiện tại khôi lỗi nơi này đều là sơn hà cảnh đại viên mãn sơ kỳ, sức chiến đấu tương đối kinh người. Người đi đường kia thực lực cũng không mạnh, chỉ một chút liền bị đánh ra, mỗi một người đều sưng mặt sưng mũi, vết thương chẳng chịt. Đi đường vòng đi, chỉ nghe một người nói, đề nghị này được những người khác đồng ý, bọn họ dồn dập vòng quanh tượng đá, thạch trận chỉ rộng hơn hai dặm, nhưng sâu lại cực kỳ đáng sợ, bởi vậy số lượng có khả năng còn không chỉ trăm vạn. Những người này trải qua ba người lăng hàn, không tự chủ được nhìn chăm chú thủy nhạn ngọc, có người tựa hồ còn muốn sinh sự, nhưng liếc mắt nhìn phía sau, liền vội vã ra tốc, mau mau rời đi. Lăng hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người hạ vô khuyết đang không nhanh không chậm đi tới, những người kia hẳn là kiêm kỵ đám người hạ vô khuyết ha. Ha ha, chúng ta quả nhiên hữu duyên lại gặp nhau. Hạ vô khuyết mỉm cười nói, hắn có chút kỳ quái. trước rõ ràng chỉ có hai người lăng hàn, sao hiện tại lại thêm một phá hư cảnh cùng một khôi lỗi lang chứ? trong lòng thủy nhạn ngọc không thích, nàng ghét nhất loại người quấn quýt không tha, nhưng hiện tại có lăng hàn ở đây, nàng đương nhiên sẽ không nhiều lời, đem tất cả giao cho lăng hàn đến xử lý. lăng hàn cười ha ha nói, vừa vặn mời các vị đi trước a. À. hắn làm một tư thế mời khách. Trước đã thấy tượng đá phát huy, sức chiến đấu của mỗi người đều là đại viên mãn, tuy chỉ là sơ kỳ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều A. À. Có thể nói, ngoại trừ nhật nguyệt cảnh, sơn hà cảnh nào dám xông vào đại trận. Không phải mấy trăm mấy ngàn, mà là chỉ ít trăm vạn, liều quần ổ ai có thể chặn được. Công tử, cẩn thận, trường tôn lập tức tiến lên trước một bước, nhẹ giọng nói. Dù bọn họ đến muộn, chỉ nhìn thấy những người kia chật vật đi đường vòng, nhưng kết hợp cảnh tượng nơi này phán đoán liền có thể biết những tượng đá kia không đơn giản hạ vô khuyết lộ ra vẻ tự tin hắn là hoàng tử của bá hạ hoàng triều thiên tài vô song đứng đầu một thời đại hắn chính là danh từ vô địch cung cấp chỉ cần sức chiến đấu của những tượng đá này không đạt đến nhật nguyệt cảnh hắn liền không sợ mà chỉ cần nhìn những người trước chỉ bị thương nhẹ liền có thể biết những cái này tượng đá xa xa không có đạt đến sức chiến đấu của nhật nguyệt cảnh tự tin vô địch hắn không chỉ là tự tin hơn nữa chính là nhân vật như vậy thủy cô nương không bằng tại hạ hộ tống ngươi xông qua trận này. Hắn nhìn Thủy Nhạn Ngọc nói, ý tứ đào góc tường rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Ha ha, cái này liền không nhọc người ngoài như ngươi. Lăng Hàn lắc lắc tay, lại nói, ngươi không hẳn có thể xông qua, nên chớ nói tuyệt như vậy. Hạ vô khuyết lộ ra một tia tức giận, hắn tự nhiên không để Lăng Hàn ở trong mắt chút nào, nhưng run dế như vậy hết lần này tới lần khác khiêu khích hắn, thực sự là điếc không sợ súng. Nhưng ở trước mặt Thủy Nhạn Ngọc, hắn vẫn muốn duy trì phong độ rộng lượng của hoàng tử bởi vậy hắn lạnh nhạt nói vậy tại hạ liền sông cho thủy cô nương nhìn hắn lặng thinh không đề cập tới lăng hàn hiển lộ hết xem thường hắn nhìn về phía tấm bia đá kia đọc nói tự tin vô địch có thể xông trận mà qua kha kha chỉ cần cảnh giới tương đồng tại hạ chính là vô địch hắn nhanh chân tiến vào thạch trận chỉ vài bước tượng đá ở phụ cận đều tụ lại công kích về phía hạ vô khuyết loại côn trùng đom đóm cũng xứng làm càn ở trước mặt ta. Ánh mắt của hạ vô khuyết vẩy một cái, cũng không ra tay, trong cơ thể tuôn ra một luồng khí thức đáng sợ, oanh oanh oanh, nhất thời đánh bay tất cả tượng đá nhào tới. Rất mạnh, xác thực rất mạnh, lang hàn thầm gật đầu, hắn tự nhiên có thể đánh ngã đối thủ đại viên mãn sơ kỳ, nhưng tuyệt đối không thể dựa vào khí thức liền đánh bay đối thủ như vậy. Xem ra, đối phương không chỉ là đại viên mãn đỉnh cao, hơn nữa còn có khả năng nắm giữ lực lượng tứ tinh thậm chí ngũ tinh, mới có thể cường đại như thế chương 1142, sông trận, công tử huy vũ, bọn người trưởng tôn vung tay hô to, vẻ mặt cuồng nhiệt, dồn dập theo vào, cùng hạ vô khuyết đồng thời sông trận. Nhưng tuy mỗi người bọn họ đều là tồn tại đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu tranh lệch rất lớn, như trưởng tôn, một thương liền có thể đánh bay một tượng đá, nhưng có mấy người không mạnh như vậy, bị mười mấy tượng đá vây công, nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Hạ vô khuyết không có ý tứ quay đầu lại hỗ trợ chút nào, hắn chắp tay mà đi, mùi vị tinh tướng đã xông thẳng lên trời. Bằng tâm mà nói, người này xác thực rất mạnh. Lăng Hàn nói, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Thực lực của trưởng tôn rất mạnh, một thương có thể đánh bay một tượng đá. Nhưng sau khi xông vào chiều sâu nhất định, hắn cũng lộ ra vẻ vất vả. Trái lại hạ vô khuyết, hắn vẫn không có ra tay, chỉ là tốc độ dưới chân thoáng chậm. Dù sao dùng khí thức nghênh địch như vậy, kỳ thực tiêu hao nguyên lực càng to lớn hơn, đây chính là đánh đổi khi tinh tướng. Nguyên lực của hắn dồi dào, nhưng cũng không chịu nổi tiêu xài như vậy trên trán đã xuất hiện mồ hôi nhưng thạch trận chỉ bị càn quét chưa tới một lại về phía trước một đoạn hạ vô khuyết không xuất thủ cũng không được hai tay của hắn tung bay lực lượng kinh khủng lưu chuyển ung dung đánh bay tượng đá bốn phía hiển lộ ra phong thái vô địch sư phụ người đánh thắng được hắn sao đinh bình tập hợp lại nhỏ giọng hỏi lang hàn lộ ra vẻ suy tư nói hạn định chiêu số hắn thắng không giới hạn ta thắng hạn định chiêu số, cuối cùng phân không ra thắng bại liền xem ai chiếm ưu thế, vậy khẳng định là hạ vô khuyết, sức chiến đấu của hắn vượt qua cảnh giới tuyệt không chỉ tứ tinh, lại cao hơn Lăng Hàn 6 tiểu cảnh giới nhỏ, ưu thế thập tinh tuyệt không phải nói chơi. Nhưng Lăng Hàn còn có thể phách cùng sức khôi phục mạnh mẽ, thuộc về loại hình không bị miểu sát sẽ không chết, vậy chiến đấu kéo dài, cuối cùng lực lượng của hạ vô khuyết sẽ tiêu hao hết, tự nhiên là Lăng Hàn thắng. Đương nhiên, sau khi biết thể phách của Lăng Hàn biến thái, hẳn là không người nào nguyện chiến đấu với hắn, bởi vậy, cuối cùng hòa là rất lớn. May là lời này của hắn không có bị đám người trưởng tôn nghe được, bằng không bọn họ nhất định sẽ cười nhạo, tại sao người này ra mặt dày như vậy, thổi đến thiên hoa loạn trụy. Phía sau có nhiều người hơn lại đây, có mấy người đi đường vòng mà qua, có mấy người thì bắt đầu xông thạch trận. Mới đầu lăng hàn không để ý lắm, nhưng rất nhanh thì lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì người đến rõ ràng đều là Sơn Hà Cảnh. Muốn nói số lượng tinh thần cảnh ít ỏi, vậy cũng coi như thôi, nhưng nhật nguyệt cảnh cũng không có một cái đi tới nơi này, đây liền quái lạ. Lẽ nào, ở trong lúc bất chi bất giác, đoàn người liền bị phân lưu. Chẳng trách nơi này chỉ có khôi lỗi sơn hà cảnh, bởi vì đây chỉ là chỗ cho sơn hà cảnh xông phá, bằng không đến một cao thủ nhật nguyệt cảnh, vậy cho dù là ngàn vạn khôi lỗi sơn hà cảnh thì đã làm sao, đâu thể nào chặn được cường giả nhật nguyệt cảnh. Đây thực sự là thủ đoạn kinh người, bởi vì tất cả những thứ này phát sinh ở trong lúc vô tình, cho dù hiện tại Lăng Hàn nghĩ đến không đúng, nhưng đó là căn cứ manh mối trước mắt suy đoán ra, trên thực tế hắn vẫn không cảm giác chút nào. Cường giả chính là cường giả, chết vô số năm lưu lại thủ đoạn vẫn như bức như thế. Càng nhiều người không phục, đi sông thạch trận, nhưng đại bộ phận người chỉ đi ra một đoạn đường ngắn liền bị đánh bay. Cũng còn tốt, coi như không chịu được cũng không cần đi trở về, vì thạch trận này chỉ rộng có hai dặm, hoàn toàn có thể từ hai bên đi ra ngoài. Nhưng quái lạ chính là, hai bên chỉ có thể ra không thể vào, đây là phòng người làm càn sao. Lăng Hàn không khỏi hứng thú, hắn muốn xông vào một lần. Các người đi hai bên, hắn nhìn Thủy Nhạn Ngọc và Đinh Bình nói, sau đó gật đầu với Tu La Ma Đế, ý tứ là muốn hắn bảo vệ hai người. Tu La Ma Đế vội vã ngoắt ngoắt cái đuôi biểu thị biết rồi. Cẩn thận, Thủy Nhạn Ngọc biết Lăng Hàn nắm giữ hắc tháp, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng. Ngàn vạn lần đừng nên cậy mạnh, ta biết, Lăng Hàn cười nói, trên thực tế hắn thật là không sợ, theo cảnh giới của hắn bước vào đại cực vị, thể phách mạnh cũng đạt đến trình độ thần thiết cấp 4, cho dù bị trăm nghìn khôi lỗi oanh kích thì đã làm sao, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Lại nói, hắn là khắc tinh của khôi lỗi A, Lăng Hàn nhanh chân đi vào thạch trận, bắt đầu vượt ải. Veo, tượng đá bên cạnh Lăng Hàn lập tức thức tỉnh một quyền đập tới Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng ngừng quyền, dáng trả mà đi, oanh, bức tượng đá này lảo đảo trở ra, lực lượng của nó đúng quy đúng củ, chính là đại viên mãn sơ kỳ, nhưng lực lượng bây giờ của Lăng Hàn đã có thể vượt qua ngũ tinh, uy lực một quyền này đạt đến đại viên mãn hậu kỳ, tự nhiên là ưu thế nghiền ép. Nhưng càng nhiều tượng đá bị kích hoạt, công về phía Lăng Hàn, có nhảy lên thật cao, có đánh thẳng tới, ra tay tàn nhẫn, tuyệt đối không nương tình. Cái này cũng là nguyên nhân Lăng Hàn không để Thủy Nhạn Ngọc cùng Đinh Bình xông trận, vậy thực sự là một chiêu liền bị đánh chết. Coi như không địch lại, muốn trên đường từ bỏ, vậy cũng cần thực lực cực mạnh, tuyệt đối không phải muốn lùi liền có thể lùi ra ngoài. Trong thạch trận, có máu tươi, có phế chi, càng có thi thể. Lăng Hàn nhìn thấy, trong này có rất nhiều thiên tài siêu cấp, có mấy người thậm chí không kém hạ vô khuyết, chỉ lấy một tay công kích, hiển lộ hết thong rong. Hắn tin tưởng, lần này thiên tài tiến vào mộ lớn xa xa không chỉ số này, bởi vì cũng không phải hết thảy thiên tài đều đơn độc hành động, hoặc là dẫn theo một đám trợ thủ, hoặc theo trưởng bối đồng thời, cũng có thể đơn độc mà đi, nhưng chỗ tối có nhật nguyệt cảnh hộ đạo. Một khi xuất hiện cường giả nhật nguyệt cảnh, tinh thần cảnh, vậy tự nhiên không thể xuất hiện ở đây. Có thể còn có khôi lỗi trận nhật nguyệt cảnh thậm chí tinh thần cảnh, nhưng cái này không liên quan gì tới thiên tài Sơn Hà Cảnh, nếu có chỉ có thể ở bên cạnh nhìn mà thôi. Các thiên tài cũng so đấu với nhau, sau khi thám hiểm, tự nhiên chính là lúc lẫm thiên tông thu đồ đệ. Có thể người ở đây đều sẽ trở thành đệ tử của lẫm thiên tông, sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, bởi vậy, hiện tại cũng nên lộ chút phong mang. Lăng Hàn đương nhiên không hề bắt mắt chút nào, tuy hắn cũng đi tới, nhưng không quá thoải mái, vì cảnh giới quá thấp. chương 1143, 4 thê đội. Tranh tài như vậy hấp dẫn rất nhiều người quan tâm, dồn dập ở hai bên quan sát, muốn biết có mấy người có thể vượt ải thành công, nếu như có, vậy người đó là người thứ nhất. Này tự nhiên để nhiều thiên tài hơn kích phát chiến ý. Đương nhiên, không chỉ các thiên tài trẻ tuổi, sơn hà cảnh thế hệ trước cũng không cam lòng yếu thế tương tự gia nhập trong cạnh tranh trong bọn họ xác thực có mấy người vô cùng mạnh mẽ tuy không thể tiến vào nhật nguyệt cảnh nhưng ở cảnh giới này nện quá vững chắc lấy đủ loại thủ đoạn tăng lên sức chiến đấu nơi này đương nhiên không có quy định không thể sử dụng thần khí lăng hàn nhìn thấy có một lão giả lấy ra một mai rùa trên vỏ có mấy chục thần văn lúc này đang phát sáng thay hắn chặn vô số công kích thật như bát tiên quá hải thần thông lộ hết có thực lực bằng thực lực có thần khí dựa vào thần khí, cái gì cũng không có thể lui ra, miễn cho chết uổng. Phía trước, vẫn như cũng là hạ vô khuyết xông lên trước nhất, những người phía sau đã rút ngắn khoảng cách, nhưng người nào cũng không có vượt qua hắn. Dê đầu đàn chịu đựng áp lực to lớn nhất, bởi vậy dưới điều kiện tiên quyết là điểm cuối còn rất xa, các thiên tài đều lựa chọn cách theo vào, không vội vượt qua. Hiện tại người thứ nhất là hạ vô khuyết, hạ vô khuyết là ai? Hoàng tử của phách hạ triều, cũng là thiên tài số một của đại trường tinh, có người nói phách hà hoàng cố ý đưa hắn vào một tiểu thế giới, khai thiên phách địa mà đến, được thiên địa ban thưởng, tương lai không chỉ tất thành tinh thần cảnh, hơn nữa thậm chí có thể trở thành thiên tài ngũ tinh trong truyền thuyết. thiên tài ngũ tinh, cha cha, không trách có thể xông lên trước, hắn khẳng định thắng, ai có thể cùng hắn tranh đấu a? À? Hơn nữa, lại còn cố ý lưu lại một tiểu thế giới cho hắn khai thiên, thủ bút thực lớn kinh người. có điều các người cũng chớ xem thường những người khác, nhìn người thứ hai hiện tại nàng là thiệu tư tư nam phong tinh tiểu công chúa của thiên sương hoàng triều tương tự thiên tài tuyệt thế từng khai thiên qua mẹ kiếp có cha tốt thực sự là quá chiếm tiện nghi người thứ ba là tô kinh cao đầu của thái lưu tông thực lực sâu không lường được người thứ tư đỗ an cũng không đơn giản trong thiên tài trẻ tuổi lấy bốn người này óng ánh lóa mắt nhất thể hiện ra thực lực vượt xa thế hệ đây có quan hệ đến bọn họ khai thiên mà tới khởi điểm cao hơn những người khác dù cho không thể tu ra năm tòa sơn hà nhưng chỉ là lực lượng liền có thể vượt qua lục tinh. Cái này quá kinh người, ngay cả Lăng Hàn cũng không thể chính diện đối kháng bốn người này. Bốn người bọn họ tạo thành thê đội thứ nhất, không có người thứ năm có thể ngang hàng bọn họ, hơn nữa khoảng cách còn đang không ngừng mở rộng. Thê đội thứ hai là thiên tài kém một bậc, cùng với Sơn Hà cảnh thế hệ trước, tỉ như người sử dụng mai rùa kia, ỉ vào thần khí bảo vệ, hắn đang không ngừng đi tới. Mà món bảo khí này cũng khiến người nhìn đỏ mắt, có thể chịu đựng nhiều sơn hà cảnh đại viên mãn công kích như vậy mà không hư, ai không muốn có. Thê đội thứ ba là một ít thiên tài kém hơn, nắm giữ sức chiến đấu hơn tam tinh, nhưng mỗi người đều là sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, bằng không tuyệt đối không thể đi đến một bước này, sớm đã bị đánh đổ. Sau đó là thê đội thứ tư, hầu như đều có sức chiến đấu hai tinh, tương tự cũng là sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Người phía sau nữa thì không thể nói là thê đội thứ năm, bởi vì bọn họ vừa tiến vào, người thực lực thấp chẳng mấy chốc sẽ bị quét ra hiện tại lăng hàn ở thê đội thứ tư hắn không nhanh không chậm chậm rãi mà đi dùng những khôi lỗi này đến mải rũa sức chiến đấu của mình giống đám người vũ hoàng phong phá vân hắn cũng thuộc về loại hình lấy chiến nuôi chiến nhưng đoạn thời gian gần đây cảnh giới tăng lên quá nhanh tuy tâm tình có thể theo kịp nhưng kinh nghiệm thực chiến lại có chút khiếm khuyết bởi vậy khôi lỗi trận ở đây gần như vô cùng vô tận thực là một cơ hội rèn luyện rất tốt nhìn kỹ liền có thể biết Lăng Hàn không chỉ xông trận, hơn nữa mỗi một tượng đá bị hắn đánh đổ đều gần như tan vỡ, nếu không phải nơi này có lực lượng đặc thù, có thể để cho tượng đá bị hao tổn phục hồi như cũ rất nhanh, tượng đá bị Lăng Hàn đánh sập bảo đảm mỗi một bộ đều hỏng từ đầu đến đuôi. Ồ, đi tới không biết bao lâu, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện trong nắm đấm tượng đá oanh đến có thêm một luồng lực lượng không cách nào nói rõ, một quyền đánh lên người hắn lại để hắn mơ hồ đau đớn. Phải biết, thể phách của Lăng Hàn là thần thiết cấp 4, lực lượng đại viên mãn sơ kỳ làm sao có khả năng đánh thương hắn khó mà tin nổi lang hàn không khỏi lưu ý phát hiện nắm đấm của tượng đá không biết lúc nào có thêm một thần văn đang phát sáng xem ra đúng là thần văn này phát huy để tượng đá công kích trở nên sắc bén hơn rõ ràng lực lượng không hề tăng nhưng uy hiếp lại tăng lên rất nhiều oanh 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 oanh, oanh kích liên tục a à, trong ba thê đội phía sau đều có người phát ra tiếng kêu thảm chỉ mấy chiêu liền bị đánh cho máu thịt be bé bét không ít người không chịu được nữa, vội vàng giết ra ngoài, có mấy người thành công, có mấy người thì bị loạn quyền đánh đổ, sau đó không thể đứng lên nữa, đã biến thành một thi thể huyết nhục mơ hồ. Người xung quanh thế mới biết, uy lực của thạch trận tăng lên. Cái này, người ở hai bên đều kinh hãi đến biến sắc, mới đi một phần người mà thôi, những khôi lỗi này lại còn tăng lên uy lực, làm sao có khả năng thông qua. Đúng đấy, đi một đoạn đường còn có thể trở nên mạnh hơn A. Này là làm người khác khó chịu sao? Tất cả mọi người lắc đầu, cảm thấy đây là thử thách căn bản không thể thông qua. Bốn thê đội còn đang không ngừng đi tới, nhưng có thể nhìn thấy, thê đội thứ tư nguyên bản là số lượng khổng lồ nhất. Nhưng sau khi tiến vào giai đoạn thứ hai, số lượng lại cấp tốc giảm thiểu, đã biến thành một trong mấy thê đội có nhân số ít nhất, số lượng nhân viên chỉ hơn thê đội thứ nhất vài người. Ồ, tất cả mọi người kinh ngạc, nhân số giảm thiểu như vậy, mấy cái còn sót lại tự nhiên trở nên bắt mắt, làm hàn cũng lập tức lộ ra. Quá khó mà tin nổi lại còn có một sơn hà cảnh đại cực vị. Nhìn hắn vẫn không có hình thành dòng sông thứ ba, hiển nhiên vẫn chưa đạt đến đại cực vị hậu kỳ. Chương 1144, nhanh cùng chậm. Này cũng có thể xông tới đây, quá không có thiên lý, hắn là quái vật sao? Hẳn là trên người có bảo khí gì, có thể bảo vệ hắn không tổn thương. Tất cả mọi người gật đầu, bằng không mặc ngươi lại thiên tài thì đã làm sao, cảnh giới kém có chút lớn, hơn nữa khôi lỗi nơi này công kích liên miên không dứt, thật giống như vĩnh viễn không đình trệ một võ giả sơn hà cảnh đại cực vị nào có nhiều nguyên lực có thể tiêu hao như vậy. Nhưng bọn họ lại không biết, Lăng Hàn còn kiêm tu thể thuật, thể lực chỉ cần có thời gian liền khôi phục, cái này không giống nguyên lực. Mỗi đi tới một đoạn, thì có mấy người bị đào thải, nguyên bản có tới mấy ngàn người minh mông cuồn cuộn đi tới, nhưng hiện tại số lượng này đã giảm mạnh đến mấy trăm, bị đào thải cơ bản là thê đội thứ tư, có mấy người chạy ra ngoài, cũng có một bộ phận bị tượng đá đánh giết. Hiện tại nhân số nhiều nhất chính là thê đội thứ hai và thứ ba, thề đội thứ hai có hơn 100 người, thề đội thứ ba hơn 300 người, thề đội thứ tư nhân số ít nhất. Chiến 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 chiến, huyết tính của người trẻ tuổi đều bị kích phát ra, còn có ngạo khí thuộc về thiên tài, nếu thiết lập thử thách như vậy, vậy khẳng định có người có thể thông qua, tại sao ta không được. Không chịu thua như vậy có lúc là chuyện tốt, có thể xúc tiến võ giả tiến bộ, nhưng có lúc là chuyện xấu, bởi vì không chịu thối lui, vậy bỏ mạng ở lại nơi này a à. Sau một canh giờ, thê đội thứ nhất đã áp sát 2 phần 10 khoảng cách bởi vì lúc trước sau khi đi ra một phần mười sức chiến đấu của tượng đá lập tức tăng lên rất nhiều bởi vậy lúc này mọi người đều có chuẩn bị nghênh đón khôi lỗi tượng đá đột nhiên tăng lên quả nhiên khi tiến vào giai đoạn ba phần mười sức chiến đấu của tượng đá lại tăng lên trên nắm tay của bọn chúng ngưng ra thần văn thứ hai a à, ông lão cầm mai rùa là người thứ nhất gặp xui xẻo mai rùa bị tượng đá oanh liên tục thần văn phát ra ánh sáng không ổn định trong nháy mắt mất đi sau đó mai rùa bị đánh thành bảy khối Bảo khí phòng ngự này vừa hỏng, ông lão kia sao kháng được oanh kích của tượng đá, trong nháy mắt liền bị đánh thành thịt nát, ngay cả cơ hội đào sinh cũng không có. Không chơi, ở trước mặt thực tế như vậy, rất nhiều thiên tài lựa chọn thả xuống ngạo khí, lúc này mới chỉ là cửa thứ ba mà thôi, phía trước còn có bảy cửa, khẳng định càng thêm gian nan, căn bản không thể xông qua. Đây thực sự là Sơn Hà Cảnh có thể làm được sao? Nhưng mọi người lập tức nhìn về phía Lăng Hàn, lúc này, thề đội thứ tư trừ hắn ra đã diệt sạch, không phải bị đánh chết chính là lùi ra, nhưng một tên Sơn Hà Cảnh Đại cực vị lại còn ngoan cường kiên trì. Cái tên này đến tột cùng là ai? Phải, nói đến bảo vật, cũng không phải một mình hắn mới có, nhưng Đại cực vị có thể kiên trì tới đây chỉ có một mình hắn. Biến, biến thái, hắn là thiên tài số một của hợp ninh tinh loạn tinh hoàng triều chúng ta, hai năm trước mới từ tiểu thế giới khai thiên mà tới. Có người của loạn tinh hoàng triều ở đây, nói ra thân phận của Lăng Hàn. Cái gì, tất cả mọi người kinh bạo, hoàn toàn không thể tin được. Người đùa giỡn sao, trước đó, bọn họ nhìn thấy Lăng Hàn chỉ là sơn hà cảnh đại cực vị, tự nhiên cảm thấy tu vi của hắn quá thấp, này cũng có thể ở trong thạch trận hoành hành, quả thực quái vật. Nhưng vừa nghe hai năm trước Lăng Hàn mới từ tiểu thế giới khai thiên tới, vậy phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là tu vi của Lăng Hàn tăng quá nhanh. Hai năm, từ phá hư cảnh tới sơn hà cảnh đại cực vị. Khả năng sao, nhưng nơi này không phải chỉ có một người của loạn tinh Hoàng Triều, đều dồn dập mở miệng khẳng định để những người khác không tin cũng phải tin. Bởi vì nói dối như vậy có ý nghĩa gì, coi như có thể đáng sợ nhất thời, ngày sau cũng sẽ bị vạch trần. Nếu thật như vậy, thì tên này quả thực không phải nhân loại, tu vi tăng nhanh đến hù chết người. Đội ngũ hơn 400 người đã rơi xuống không tới 200, lần này là thê đội thứ ba nhân viên giảm nhiều, từ hơn 300 giảm đến hơn 30, thê đội thứ hai cũng có chút người rút lui, tử vong, nhưng vẫn duy trì trên 100. Ha, đến đoán xem, sơn hà cảnh đại cực vị kia đến tột cùng sẽ dừng lại vào lúc nào. Có người tò mò nói, cái này đưa tới mọi người nhiệt tình, dồn dập suy đoán, đáng tiếc, lúc này không có sòng bạc, dù sao ai cũng không có tín dự tốt, có thể để người ta yên tâm cược, bọn họ phân biệt đến từ hơn 100 đại tinh, ai nhận thức ai chứ. Sư phụ nhất định có thể đi hết, đinh bình nắm chặt nắm đấm, phải, chủ nhân anh minh thần võ, thiên hạ vô song, đừng nói đi chút thử thách như vậy, coi như gấp 10 lần cũng là chút lòng thành. Tu La Ma Đế nói theo, Thủy Nhạn Ngọc cũng rất tin tưởng Lăng Hàn, nhưng nghe Tu La Ma Đế nói, khóe miệng không khỏi co giật, cái tên này vì nịnh hót mà sống, đã đến mức độ vô liêm sỉ. Đến lúc này, ngay cả thê đội thứ nhất cũng chậm lại, dù hạ vô khuyết, thiệu tư tư thì đã làm sao, đối mặt biển khôi lỗi vô cùng vô tận này cũng hiện ra vẻ vất vả. Nhưng có một người lại đi nhanh hơn, Lăng Hàn, hắn đã đuổi theo thê đội thứ ba, cũng vì như thế, thê đội thứ tư liền biến mất, bởi vì hắn chính là người cuối cùng thấy cảnh này, tất cả mọi người ôm đầu, đây cũng quá kéo, người khác đều giảm tốc độ, người lại còn có thể tăng tốc. Không phải tốc độ của hắn nhanh, mà là tốc độ của người khác chậm, hắn thì không chậm. Có người nói ra chân tướng, mọi người ngơ ngác, áp lực từng bước tăng cường, nhưng Lăng Hàn lại còn có thể duy trì nguyên tốc, khái niệm này nghĩa là gì? Muốn điên rồi, muốn điên rồi, người làm sao có khả năng là sơn hà cảnh đại cực vị? Lăng Hàn xác thực không cảm thấy áp lực quá lớn, cho đến bây giờ, khôi lỗi công kích chỉ có thể đánh thương hắn, nhưng còn chưa đủ tư cách đả thương hắn. Mà ngay cả tổn thương cũng không được, vậy Lăng Hàn tự nhiên không cần sử dụng bất diệt thiên kinh khôi phục, lá bài tẩy còn nhiều lắm. Hơn một giờ sau, thê đội thứ nhất tiến vào khu thứ tư. Sức chiến đấu của tượng đá lại tăng lên, thần văn trên tay bọn nó đạt đến ba đạo. Rõ ràng lực lượng không hề tăng, chỉ có thêm một đạo thần văn, nhưng sức chiến đấu tăng lên vài thành, quá kinh người. Thê đội thứ hai bắt đầu giảm quân số lượng lớn, không chỉ thê đội thứ hai giảm quân số, thê đội thứ ba cũng giống như thế. Lại chỉ còn một mình Lăng Hàn, chương 1145, năm đại thiên tài. Điều này làm cho mọi người cảm thấy buồn cười, cái tên này là sao chỗi sao, có hắn ở, đội ngũ đó liền diệt đoàn. Không không không, là hắn quá mạnh mẽ, người khác không chịu được, nhưng hắn có thể chịu đựng được. Đội ngũ nguyên bản hơn 100 người giảm mạnh đến không tới 50 người, còn đang khó khăn đi tới tứ đại thiên tài của thê đội thứ nhất gần như cùng lúc đó lấy ra binh khí hiển nhiên bọn họ cũng không dám bất cẩn tay không đón đánh những khôi lỗi này bằng không thật có khả năng bị quét ngang vậy cũng quá mất mặt bọn họ dĩ nhiên phong quang vô hạn nhưng cũng sẽ không thua nổi bằng không vầng sáng trên đầu sẽ thất sắc rất đau lang hàn thầm nói trước là có chút cảm giác sau đó là có chút đau hiện tại thực sự là rất đau bị tượng đá bắn trúng một quyền thật giống như đứa nhỏ bị đại nhân nặng nề đánh đòn rất đau a à. Có điều cũng còn tốt, đau và tổn thương là hai việc khác nhau, hiện tại hắn vẫn hoàn toàn không sợ. Nhưng đây chỉ là giai đoạn thứ tư, tin tưởng đến giai đoạn thứ năm, Lăng Hàn sẽ rõ ràng cảm giác được áp lực, đến thời điểm đó khôi lỗi công kích sẽ tạo thành uy hiếp chân chính với hắn, chỉ ít cũng có thể làm tổn thương hắn. Rất khó mà tin nổi, rõ ràng chỉ là Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn Sơ Kỳ mà thôi. Đây là uy lực của quy tắc đi, chỉ là so sánh với đó, lực lượng quy tắc của những tượng đá này đã vượt qua cấp độ Sơn Hà Cảnh, mới có thể có lực sát thương đáng sợ như thế. Tốc độ đi tới của hơn 50 người lần thứ hai chậm lại, chỉ có tốc độ của Lăng Hàn bất biến, hắn cực kỳ ổn định, chỉ có hắn ở thê đội thứ ba bắt đầu tiếp cận thê đội thứ hai, cũng trở thành một thành viên trong đó. Đến đây, liền chỉ còn lại hai thê đội, giai đoạn thứ năm, không ra dữ liệu, thần văn mà tượng đá nắm giữ đạt đến bốn, lúc này thê đội thứ hai liền có mười mấy người bị đánh bay, máu tươi tung tóe. Cũng còn tốt, người có thể đi đến một bước này đều là thiên tài trong thiên tài đều có thủ đoạn bảo mệnh riêng bởi vậy bị thương là bị thương rất nặng nhưng không có một người tử vong lang hàn cũng chân chính cảm giác được áp lực những nắm đấm của khôi lỗi này đập tới ngay cả thể phách của hắn cũng không cách nào chịu đựng như không có chuyện gì xảy ra mà bị đánh chảy máu rồi đau dữ dội lang hàn không cứng rắn ăn nữa một bên dùng thân pháp một bên tăng mạnh công kích triển khai diệt long tinh thần tiễn đánh nát từng tượng đá ở xa mà tượng đá ở gần thì có thể lấy khoái từ kiếm quyết chém xuống. Dù sao, những tượng đá này tăng lên chỉ là lực phá hoại, lực phòng ngự thì không có biến hóa chút nào. Ở dưới thế tiến công mạnh mẽ của hắn, tốc độ đi tới bắt đầu ra tốc. Hắn từ trong thê đội thứ hai giết ra, lao về thê đội thứ nhất. Đám người trưởng tôn tự nhiên đã sớm rời thạch trận, bọn họ nhìn lăng hàn, ra mặt không ngừng co giật, cảm giác như thấy quỷ. Cái tên này quá yêu nghiệt, so sánh với đó, ngay cả hạ vô khuyết cũng phải ảm đạm phai mờ, đời này thật không thiếu thiên tài, một núi cao hơn một núi. Cảm giác được có người thứ năm đến gần, bốn người hạ vô khuyết đều quay đầu lại liếc nhìn, kết quả, con người của bọn họ suýt chút nữa chừng ra. Đạt đến độ cao như bọn họ, cũng thật là không coi ai ra gì, này cũng không phải kiêu ngạo, mà là tự tin vô địch, mặc ngươi ngàn người vạn người, ta có tâm vô địch, ai tới đều có thể chấn. Bởi vậy, bọn họ chỉ xem ba người kia là đối thủ, chưa từng quan tâm thê đội phía sau. Xứng đáng sao, nhưng hiện tại, có người từ thê đội thứ hai bộc lộ tài năng dần dần đuổi theo bọn họ cái này còn không phải trọng điểm trọng điểm là đối phương lại chỉ là một sơn hà cảnh đại cực vị thật bị hắn đuổi theo này làm sao chịu nổi hạ vô khuyết thì càng không cần phải nói sắc mặt tái rồi trước hắn căn bản không có để lăng hàn ở trong lòng nhưng hiện tại lăng hàn cái sau vượt cái trước này không phải đánh mặt hắn sao nghĩ tới thiên tài như hắn xưa nay chỉ có hắn đánh mặt người khác nào có thời điểm bị người làm mất mặt hắn cắn răng, mạnh mẽ tăng tốc độ, đối với hắn gánh nặng như vậy là rất lớn, nếu như này đã là vòng thứ 10, vậy hắn phát lực, một hơi giết ra ngoài là được. Nhưng đây chỉ là giai đoạn thứ 5, ở đây bạo phát, vậy tất nhiên đến tiếp sau sẽ không còn chút sức lực nào, có thể đi ra thạch trận này hay không thực sự là khó nói. Nhưng hắn càng không thể chịu đựng bị Lăng Hàn đuổi theo, hắn biết, Thủy Nhạn Ngọc tất nhiên là ở bên cạnh nhìn, tự tôn, kiêu ngạo của hắn đều không cho phép. Lực chiến đấu của hắn thật rất mạnh, cả người kim quang bắn ra bốn phía, hai cánh tay của hắn đều hóa thành màu vàng nhạt, như thần thiết tạo thành, trực tiếp lấy thân thể đón đỡ tượng đá công kích mà không hề tổn thương. Trạng thái như vậy tự nhiên không thể kéo dài, bởi vậy hạ vô khuyết toàn lực xung kích, muốn thừa dịp trạng thái vô địch này, kéo dài khoảng cách với lăng hàn, chờ sau đó cho dù hết trạng thái như vậy, cũng có thể đủ thời gian khôi phục. Ngu ngốc, lăng hàn thầm nói một câu, hiện tại đối phương xem hắn là kình địch, nhưng hắn căn bản không có để ở trong lòng không tu ra tòa sơn hà thứ năm, không được thiên tài thập tinh, thì làm sao có khả năng được hắn coi là đối thủ cạnh tranh. Tuy Lăng Hàn vẫn chưa ra thạch lâm, nhưng hắn tin chắc mình nhất định có thể. Hắn có loại hiểu ra, có phải thạch trận này là vì chuẩn bị cho thiên tài thập tinh, đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn, mỗi tăng lên một tinh lực lượng liền có thể thông qua một giai đoạn, thập tinh là cấp 10. Bởi vậy, nơi này không ai có thể thông qua, ngoại trừ hắn, hắn đương nhiên không phải thiên tài thập tinh, thậm chí cách Sơn Hà cảnh đại viên mãn còn rất xa, nhưng ai bảo thể phách của hắn mạnh mẽ, sức khôi phục biến thái chứ. Vậy thì có khả năng thông qua, hắn càng thêm hiếu kỳ, thông qua thạch trận này có tưởng thưởng gì hay không. Giai đoạn thứ 6, lực công kích của tượng đá càng ngày càng cuồng bạo, lực lượng chỉ là một bộ phận của lực chiến đấu, thuyết pháp này ở đây được thể hiện đầy đủ, nhưng cũng là tình huống cực kỳ đặc thù, bởi vì võ giả tuyệt đối không thể như vậy. Người rõ ràng chỉ là Sơn Hà Cảnh, làm sao có khả năng ngộ ra quy tắc của nhật nguyệt cảnh. Cái này không phải vấn đề thời gian, mà là cảnh giới quyết định. Đến nơi này, đã không có lý thuyết mấy thê đội, bởi vì tổng cộng chỉ còn sót lại 5 người. chương 1146, số 1, Lăng Hàn, Hạ Vô Khuyết, Thiệu Tư Tư, Tô Kinh, Độ An, năm Đại Thiên Tài. Ai là thiên tài thứ nhất bị knock out? Ai sẽ kiên trì đến cuối cùng? Ai có thể giết ra thạch trận? Người bên ngoài đều hiếu kỳ, bọn họ rõ ràng có thể rời đi trước, nhưng người nào cũng không chịu, quyết ở chỗ này, nhất định phải chứng kiến một khắc cuối cùng. Giai đoạn thứ sáu, áp lực như núi, lực công kích của tượng đá ngay cả Lăng Hàn cũng có chút kiêng kỵ, một quyền xuống, chỉ cần đánh chúng, vậy Lăng Hàn sẽ chảy máu. Ngay cả hắn cũng như vậy, bốn người khác tự nhiên áp lực càng to lớn hơn. Có điều, bốn người nắm giữ ưu thế về cảnh giới, bất kể là lực lượng hay lực chiến đấu đều vượt xa Lăng Hàn, bởi vậy, tuy lực phòng ngự của bọn họ không bằng Lăng Hàn, nhưng có thể thông qua công kích mạnh mẽ đền bù căn bản không cho tượng đá cơ hội đánh chúng mình năm người đều đổ mồ hôi hiện tại liều không chỉ thực lực mà là ý chí dưới áp lực nặng nề như vậy không có mấy người có thể kiên trì mà không tan vỡ bốn người hạ vô khuyết không hổ là thiên tài đương đại tuy vẫn không có tu ra tòa sơn hà thứ năm đạt đến thiên tài thập tinh nhưng hoàn toàn có thể được xưng là tiểu vương giả có phong thái và tự tin của bá chủ bọn họ cắn răng kiên trì không có một ai từ bỏ Giai đoạn thứ bảy, tốc độ của bốn người hạ vô khuyết đột nhiên chậm lại, hầu như đình trệ. Thạch trận này không có khuếch đại như Lăng Hàn nghĩ, giai đoạn thứ nhất có lực chiến đấu của đại viên mãn sơ kỳ, sau đó mỗi lần tăng một tinh lực chiến đấu, tới đây, tương đương với đại viên mãn đỉnh cao có thêm ba tinh lực chiến đấu. Nếu chỉ như vậy, bốn người hạ vô khuyết tự nhiên đều có thể ung dung chân áp, thậm chí đến mười mấy cái bọn họ cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, nơi này chỉ mười mấy sao, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, cuồn cuộn không dứt khi số lượng đạt đến nhất định cái này sẽ hình thành biến chất nói như vậy mỗi kém một tinh lực chiến đấu liền cần dùng số lượng gấp 10 lần đi lấp bởi vậy dù cho bốn người hạ vô khuyết đều là thiên tài lục tinh vậy cũng chỉ cần một ngàn khôi lỗi liền đủ để lấp bọn họ đã rất khó đi tới hơn nữa để bọn họ tuyệt vọng là lúc này mới chỉ ở giai đoạn thứ bảy coi như có thể thông qua còn có 3 giai đoạn càng khó hơn nếu như dựa theo quy luật tăng lên hiện tại Vậy vòng tượng đá thứ 10 sẽ nắm giữ lực chiến đấu của đại viên mãn đỉnh cao trên 6 tinh. Cái này đừng nói mấy ngàn mấy vạn, dù cho tùy ý chọn ra một cái cũng đủ để chống lại đám người hạ vô khuyết, ngẫm lại cái này cũng là một vấn đề khó giải. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, tuy trước đó hắn tính toán sai lầm, nhưng đây quả thật là cần thiên tài thập tinh mới có thể thông qua. Lực phòng ngự cùng năng lực hồi phục biến thái của hắn, đủ để hắn xông qua trận này sao? Hiện tại trong lòng Lăng Hàn cũng không chắc chắn dù sao cảnh giới của hắn có chút thấp, nếu thể phách lại tăng lên một cấp bậc, vậy thần thiết cấp 5 quá bá đạo, hoàn toàn có thể hoành hành. Nhưng cái này đã hù chết tất cả mọi người, lạc hậu dòng dã 6 tiểu cảnh giới nhỏ, nhưng có thể ngang hàng đám người hạ vô khuyết, này chẳng phải là nói chỉ cần lăng hàn đạt đến cấp độ tương đồng đám người hạ vô khuyết, một tay liền có thể ung dung chân áp tất cả mọi người. Thể phách thật kinh người, bốn người hạ vô khuyết nhìn lăng hàn, đều thầm cảm khái. Đối mặt lực phòng ngự như vậy, lực chiến đấu năm tinh sáu tinh của bọn họ có thể có hiệu quả sao? Tình huống của Lăng Hàn tốt hơn xa bốn người hạ vô khuyết nghĩ, bởi vì những tượng đá này chỉ có lực phá hoại kinh người, nhưng lực lượng vẫn dừng lại ở đại viên mãn sơ kỳ, so với hắn yếu hơn rất nhiều. Hắn toàn lực xông về phía trước, để phòng ngự làm chủ, công kích tránh không được thì lợi dụng thể phách ngạnh kháng, tuy trên người vết thương đầy giấy, nhưng bất diệt thiên kinh lưu truyền, thương thế hầu như là trong nháy mắt liền khép lại. Chỉ vài bước, Lăng Hàn vượt qua Đỗ An xếp hạng thứ 4. Trong nháy mắt bị hắn vượt qua, Đỗ An lộ ra vẻ không phục, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn mạnh mẽ đè xuống. Lại như hạ vô khuyết trước đó bạo phát, hắn đương nhiên cũng có lá bài tẩy tương tự, chỉ là hắn rõ ràng, trừ khi nắm giữ lực chiến đấu 10 tinh, bằng không hắn không thể xông ra thạch trận này. Như vậy, hắn cần gì phải ở dưới con mắt mọi người lộ ra ngoài lá bài tẩy. Không đáng, hắn từ bỏ tiếp tục xông trận, từ bên cạnh đi ra. Mọi người thán phục, chỉ ít cho tới bây giờ, Lăng Hàn đã giết chết một thiên kiêu siêu cấp, mà nhìn điệu bộ này của hắn, hiển nhiên còn muốn tiếp tục nữa. Lại một lúc sau, Lăng Hàn vượt qua Tô Kinh, trở thành người thứ ba. Có điều, rất nhanh hắn lại biến trở về tên cuối cùng, bởi vì Tô Kinh cũng lựa chọn từ bỏ. Châu bò, quá châu bò, tất cả mọi người chờ mong, Lăng Hàn có thể thành thứ nhất thậm chí xông ra thạch trận này hay không. Cái này ở lúc mới bắt đầu nghĩ như vậy, quả thực là một chuyện cười lớn, nhưng hiện tại lại tràn ngập độ khả thi. Ai có thể nghĩ tới, đại cực vị cũng có thể mạnh đến nước này. Lăng Hàn lại đuổi theo thiệu tư tư, cô gái này một bên chiến đấu, một bên nhìn Lăng Hàn, lộ ra nụ cười nói. Tiểu muội thiệu tư tư, huynh đài xưng hô như thế nào? Nàng là đại mỹ nhân, nở nụ cười càng sáng rực rỡ kinh người, khiến người ta nhìn mà tâm thoải mái. Lăng Hàn không có chút rung động nào nói. Lăng Hàn, Lăng Huynh, chờ sau đó có thể nói chuyện một lát hay không? Thiệu tư tư cười nói đương nhiên có thể, Lăng Hàn gật đầu, hắn nhanh chân mà qua, thiệu tư tư giống như hai người trước, lui ra thạch trận. Hiện tại, chỉ còn dư lại hai người còn chiến đấu. Kỳ thực hạ vô khuyết cũng muốn từ bỏ, đây là một chiến đấu không có kết quả, vậy từ bỏ sớm hay muộn thật không hề khác gì nhau. Nhưng ai bảo người đuổi theo là Lăng Hàn chứ, hắn tuyệt không có thể từ bỏ trước Lăng Hàn. Dưới cỗ ngạo khí này chống lấy, để hắn cắn răng tiếp tục chiến đấu, kéo dài trận chiến mà nhất định phải thất bại. Giai đoạn thứ 8, khôi lỗi càng cường đại hơn, bảy đạo thần văn phát sáng, lực phá hoại kinh người, hơn nữa tuy chúng không thể cùng lúc phát động công kích, nhưng hơn trăm là không thành vấn đề, nhiều công kích như vậy oanh đến, cũng mang theo lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, lại muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. N, dài trận chịu được N, oa, hạ vô khuyết chúng một kích, lập tức thổ huyết, dù thiên tài như hắn thì đã làm sao, lực chiến đấu của những khôi lỗi này đều không yếu hơn hắn bao nhiêu, mấy chục công kích oanh, chúng một đòn liền để hắn hầu như tan vỡ. Chương 1147, vượt qua truyền thuyết thượng. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Lăng Hàn vượt qua mình. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu, lần này là bị tức giận công tâm. Phế vật ở trong mắt hắn lại vượt qua hắn, để lòng tự ái của hắn không thể tiếp thu. Hừ, trong ánh mắt của hắn có sát khí, muốn ra tay với Lăng Hàn, nhưng nơi này nhiều khôi lỗi như vậy, nào có cơ hội để hắn xuất thủ trước mắt lập tức tối sầm lại vô số khôi lỗi đã đánh tới hắn đương nhiên không cách nào ra tay chỉ có thể chống đỡ cũng giết ra bên cạnh lang hàn quay đầu lại nhìn tuy hạ vô khuyết không thể ra tay nhưng hắn có thể cảm ứng được sát khí của đối phương điều này làm cho hắn xem thường thiên tài ánh mắt thiền cần như vậy thành tựu có hạn hắn lập tức thu hồi ánh mắt đặt tất cả lực chú ý vào trong chiến đấu đến một bước này hắn không muốn từ bỏ hắn phát động thần văn trọng lực ảnh hưởng những khôi lỗi kia giảm thiểu bản thân chúng công kích, sau đó toàn lực lao nhanh. Cái này rất có hiệu quả, dù sao những khôi lỗi này đều là công mạnh thủ yếu, lực lượng ở đại viên mãn sơ kỳ là nhược điểm lớn nhất, bị lang hàn nắm lấy, giúp đỡ rất nhiều. Này này này, cứ theo đàn này, hắn thật có khả năng xông qua thạch trận. Chỉ còn lại 2 phần 10, mọi người khiếp sợ, ngay cả những thiên tài như hạ vô khuyết cũng không thể hoàn thành, lại có khả năng bị một đại cực vị nho nhỏ thành công, cái này thực sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nhưng Lăng Hàn càng lên càng nhanh, lực lượng của hắn chiếm ưu thế, những tượng đá kia ngăn không được hắn, chỉ là để hắn vết thương đầy giấy, máu tươi tung tóe, nhưng bước chân không ngừng chút nào. Hắn như một mũi tên nhọn, tốc độ so với lúc trước không giảm lại tăng. Tất cả mọi người ôm đầu thốt lên, cái này quá đáng sợ, không thấy đám người hạ vô khuyết đều gặp gian khó sao. Nhưng Lăng Hàn ngược lại tốt, lại vào lúc này còn ra tốc. Hừ, hạ vô khuyết siết nắm đấm, sát khí sôi trào, tên này thật là một nhân vật, có thể kết giao tô kinh từ tốn nói hắn tự nhiên nhìn ra được sát ý của hạ vô khuyết đối với lăng hàn nhưng hắn không để ý hắn có tâm vô địch bối cảnh cao cấp cần sợ ai sao nghe tiếng đại danh của tô huynh đã lâu hôm nay nhìn thấy thật danh bất hư truyền thiệu tư tư mi mục như họa cười duyên dáng nói tuy tô kinh ý chí kiên định nhưng ở dưới dung mạo của nàng trong lòng vẫn có chút dập dờn vội ôm quyền đáp lễ nói tại hạ cũng nghe đại danh của tư tư cô nương đã lâu đáng tiếc vẫn vô duyên nhìn thấy ha ha nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta đều có thể gặp lại ở lẫm thiên tông trở thành sư huynh đệ sư tỷ đệ đô an nói ánh mắt của hắn đảo qua lăng hàn ngón tay nhẹ nhàng kích thích đến thời điểm đó không biết tên này sẽ trưởng thành đến mức nào tô kinh cùng thiệu tư tư đều gật đầu lộ ra vẻ chờ mong chỉ từ lực chiến đấu mà nói bọn họ tự nhiên nghiền ép lăng hàn nhưng đó là vì tu vi của lăng hàn xa xa không bằng bọn họ một khi tu vi ngang hàng lực chiến đấu của song phương phỏng chừng liền khó phân cao thấp coi như bọn họ hơn một bậc nhưng đối mặt thể phách cùng sức khôi phục của lăng hàn bọn họ vẫn không thể tìm ra phương pháp ứng đối thực sự là không có cách nào trừ khi có thể một đòn miểu sát nếu không sẽ bị hắn dây dưa đến chết tô kinh nghĩ một hồi vẫn lắc đầu cảm thấy phòng ngự của lăng hàn khó giải một tiện dân từ tiểu thế giới đến mà thôi không cần nâng hắn cao như vậy hạ vô khuyết tiếp lời trên mặt vẫn tràn ngập xem thường ha ha ba người thiệu tư tư chỉ cười nhạt không để ý tới đối phương đã hận lăng hàn thấu xương có góc nhìn vào trước là chủ thì làm sao có khả năng làm ra đánh giá công chính vì lẽ đó không cần để ý tới mặt khác thân hình của lăng hàn như bay lực phá hoại của những tượng đá này đã đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao bốn tinh chỉ cần bị quét chúng lăng hàn tất nhiên phải bị thương hơn nữa còn không nhẹ bởi vậy dưới chân hắn không dám dừng lại mảy may làm hết sức giảm thiểu thương tổn nhưng dù như vậy, hắn vẫn trúng quyền nhiều lần, vết thương đầy giấy. Đổi một người khác, ăn nhiều quyền như vậy, hiện tại khẳng định đã ngỏm. Nhưng Lăng Hàn không bị ảnh hưởng, người đánh liền đánh đi, ta cứ nhảy nhót tưng bừng. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn mà không nói gì, tại sao có thể có ra hỏa yêu nghiệt như thế. Người thực sự là người, không phải khôi lỗi do thần thiết đúc ra sao. Giai đoạn thứ 9, vậy thì càng đáng sợ, lực phá hoại của khôi lỗi lại tăng lên một tinh, đánh lên người Lăng Hàn, tất nhiên là một quyền một lỗ máu thậm chí ngay cả thần cốt cũng rên gì bốn người hạ vô khuyết đều biến sắc lực chiến đấu của bọn họ vẫn áp chế những khôi lỗi này nhưng nếu như mình ăn một kích vậy tuyệt đối sẽ không dễ chịu ngoại trừ loại biến thái như lăng hàn tuyệt đại bộ phận mọi người là lực công kích lớn hơn nhiều lực phòng ngự chưa từng nghe nói công kích mới là phòng ngự tốt nhất sao hiện tại bằng vào thực lực của ta còn có thể áp chế những khôi lỗi này nhưng lại qua một giai đoạn bọn họ đều không nói tiếp lại tiếp một giai đoạn, chỉ một khôi lỗi liền nắm giữ lực phá hoại tương đương bọn họ, mấy trăm hơn ngàn con đồng thời đánh tới, khái niệm này nghĩa là gì? Một trọi một, bọn họ vẫn tin tưởng mình tất thắng, thậm chí một versus 10 cũng là điều chắc chắn, dù sao những cái này đều chỉ là khôi lỗi. Giống như một đứa bé mang theo tuyệt thế thần binh, uy hiếp rất lớn, nhưng chỉ cần xử lý thỏa đáng, vẫn có thể thắng được. Nhưng số lượng đạt đến tình trạng trước mắt, vậy thì khó giải. Mặc dù chúng ta là thiên tài lục tinh, nhưng đối mặt cửa ải cuối cùng, tuyệt đối chỉ có nuốt hận. Lẽ nào thật sự chỉ có tu thể phách, sức khôi phục đến trình độ kia mới có thể thông qua? Thiệu tư tư trầm ngâm nói, các ngươi có từng nghe nói qua, ở trong tinh hệ xa xôi, có thiên tài bát tinh thậm chí cửu tinh không? Tô Kinh gật đầu nói, quả thật có nghe đồn như vậy, nhưng này làm sao có khả năng? Tại hạ đã tu mỗi cảnh giới đến hoàn mỹ, nhưng chỉ nắm giữ sáu tinh lực lượng, tính cả một ít bí thuật, có thể nắm giữ bảy tinh lực chiến đấu, nhưng tám tinh khó có thể tưởng tượng. Không nên quên, ở tinh hệ của chúng ta, thiên tài ngũ tinh cũng chỉ thuộc về truyền thuyết. Thiệu tư tư lộ ra nụ cười tràn ngập thâm ý, chương 1148, vượt qua truyền thuyết hạ. Nếu chúng ta vượt qua truyền thuyết, vậy chứng minh truyền thuyết hoàn toàn có khả năng thực hiện, vậy có thiên tài bát tinh, cửu tinh cũng không kỳ lạ. Cái này, Tô Kinh cùng Đỗ An đều khiếp sợ, bọn họ đã là thiên tài tuyệt đỉnh, thực không cách nào tưởng tượng, làm sao còn có thể tiến thêm một bước. Lẽ nào, truyền thuyết là thật sự đột nhiên trong lòng đỗ an run lên ồ người cũng nghe qua truyền thuyết kia tô kinh không khỏi kinh ngạc thốt lên hạ vô khuyết không cam lòng ở một bên làm nền nói hừ các ngươi muốn nói tòa sơn hà thứ năm sao chuyện cười sơn hà tứ cảnh là thiết luật của thần giới là chuẩn tắc võ đạo làm sao có khả năng tu ra tòa thứ năm thiệu tư tư cũng đồng ý cái nhìn của hắn nói xác thực chúng ta hẳn là thiên kiêu mạnh mẽ nhất đương đại lại từ tiểu thế giới khai thiên mà đến tu mối cảnh giới đến mức độ hoàn mỹ nhưng tiểu muội lại phát hiện bốn tòa sơn hà hình thành cách cục cực kỳ vững chắc thực không cách nào hình thành một tòa sơn hà mới tô kinh cùng đỗ an cũng gật đầu sau khi bọn họ nghe qua truyền thuyết tự nhiên cũng từng thử nghiệm muốn mở ra tòa sơn hà thứ năm trở thành thiên tài cấp độ truyền thuyết nhưng đây căn bản không nhìn thấy hy vọng then chốt là đây chỉ là một truyền thuyết trong lòng bọn họ cũng không chắc chắn có thể thực hiện sao điều này làm cho quyết tâm của bọn họ không quá kiên định có nên ở trên mặt này liều chết không? Vạn nhất chỉ là lừa gạt người, vậy thì thật là quá hiệt thòi. Có điều, hiện tại ta tin tưởng, mở ra tòa sơn hà thứ năm không giả. Trong ánh mắt thiệu tư tư lóe lên hào quang trí tuệ. Nếu không như vậy, thạch trận này quả thực chính là làm người khác khó chịu. Không sai, lại hình thành một ngọn, vậy cho dù không có bước vào nhật nguyệt cảnh, nhưng ít ra cũng có thể sánh ngang chuẩn nhật nguyệt cảnh, muốn thông qua đại trận này tuyệt đối có hy vọng. Tô Kinh gật đầu biểu thị đồng ý. Anh hùng nhìn thấy điểm chung, ta quyết sung kích tòa sơn hà thứ năm, không thành công, tuyệt không đột phá nhật nguyệt cảnh. Đỗ An tràn đầy tự tin, một là thiên tài trên vạn người, hai là ngói nát. Được, thiệu tư tư cùng Tô Kinh đều dùng sức gật đầu, ở con đường võ đạo đi tới đỉnh cao, xuất hiện mấy chi kỳ cùng chung trí hướng thực sự là hiếm thấy, đạo của ta không cô đơn. Trên mặt hạ vô khuyết không chút biểu tình, nhưng nội tâm lại gió nổi mây vần, hắn không thừa nhận cũng không được, tu thành tòa sơn hà thứ năm mới là phương án thông qua nơi này tốt nhất, như lang hàn là loại bàng môn tà đạo, ai bảo hắn nắm giữ thể phách cùng sức khôi phục biến thái như thế. Hắn đố kỵ nhìn, Lăng hàn đã sắp thông qua giai đoạn thứ 9, xông vào đoạn đường cuối cùng. Giai đoạn thứ 10, không có gì bất ngờ xảy ra, lực phá hoại của khôi lỗi tượng đá đạt đến trình độ mà đám người hạ vô khuyết nghĩ, đây cơ hồ là khó giải. Phải biết, ở trong tinh hệ này không có người tu ra tòa sơn hà thứ năm, bởi vậy lực lượng vượt qua lục tinh là mạnh nhất mà thiên kiêu như vậy lại có mấy cái cần từ tiểu thế giới khai thiên phách địa mà đến coi như không chỉ bốn người hạ vô khuyết nhưng gộp lại phỏng chừng cũng gần hai bàn tay nhiều cũng nhiều không đi nơi nào nhưng hiện tại mấy vạn tượng đá nắm giữ lực phá hoại như vậy cuồng oanh loạn tạc về phía lăng hàn bốn người hạ vô khuyết nhìn mà hít một ngụm khí lạnh đổi lại bọn họ ở dưới vây công như vậy nhiều lắm chỉ kiên trì một hai hô hấp mà không dùng tới lá bài tẩy, thậm chí bọn họ không cách nào sống sót giết ra. Lăng Hàn rốt cuộc gặp phải phiền toái, tượng đá vung một quyền, cả người hắn không chỉ phun máu, huyết nhục tràn ra, ngay cả thần cốt cũng xuất hiện từng vết nứt, tuy không gãy, nhưng ăn thêm mấy quyền thì tuyệt đối không chịu được nữa. Nơi này có bao nhiêu tượng đá, oanh 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 oanh, loạn quyền vung vẩy, thần văn tỏa ra. Đùng đùng đùng, trên người Lăng Hàn không ngừng phát ra tiếng xương gãy, cho dù ở trong đại chiến như vậy vẫn để người ta nghe rõ ràng. Lần này, hắn khẳng định không kiên trì được. Mọi người có lòng ghen tị, đặc biệt là thiên tài, tự tin đệ nhất thiên hạ, tự nhiên không hy vọng có người vượt qua mình. Bởi vậy, ngay cả ba người thiệu tư tư không có ân oán với Lăng Hàn cũng không hy vọng Lăng Hàn có thể qua cửa. Người có thể nhưng ta không thể, cái này đối với tâm tự tin của bọn họ là một đả kích thật lớn. Hiện tại, mỗi khi Lăng Hàn tiến lên trước một bước đều bị đánh cho gãy xương, vậy làm sao hắn có khả năng thông qua cửa ải cuối cùng? Cậy mạnh chỉ có thể bị đánh cho tan xương nát thịt. Khóe miệng của Hạ Vô Khuyết cười gần, hiện tại hắn thật hy vọng ý chí của Lăng Hàn kiên định, tiếp tục tiến lên, cũng bớt đi hắn tự mình ra tay, bởi vì đối mặt phòng ngự như Lăng Hàn, hắn cũng không có nắm chắc giết chết đối thủ. Tuy cái này có chút không đủ giải hận, nhưng hắn là thân phận cỡ nào, không cần chấp nhận một tiện dân như thế. Chết là tốt rồi, Lăng Hàn một đường đẫm máu, thân thể của hắn xuất hiện biến hình nghiêm trọng, công kích oanh đến thực quá dày đặc, ngay cả bất diệt thiên kinh cũng không kịp phục hồi thương thế như cũ. Đợt công kích thứ hai, thứ ba đã đánh tới, để hắn tổn thương càng thêm tổn thương, thần cốt gãy liên tục. Còn, nửa đường, Lăng Hàn thầm tính nhầm, hắn đã đi qua một nửa con đường của giai đoạn thứ 10, điều này làm cho hắn hoàn toàn yên tâm, một giọt bất diệt chân dịch lưu chuyển, thương thế của hắn lập tức khép lại. Hắn hét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên ra tốc. Đệt, người ở hai bên đều chố mắt ngoác ngồm, trong lòng có một vạn con kiến bỏ qua. Quái vật, tên này tuyệt đối là quái vật, mắt thấy sắp không xong rồi, lại đột nhiên trở nên sinh long hoạt hổ ngươi là cố ý trêu chọc chúng ta sao lăng hàn liều mạng thôi phát thần văn trọng lực từ bỏ tất cả công kích dưới chân chạy vội phát huy tốc độ đến cực hạn qua cửa trong tầm mắt trái tim của mọi người đều bay lên tuy lăng hàn bạo phát một hồi nhưng tượng đá nơi này công kích không giảm rất nhanh lại đánh cho hắn máu thịt be bét xương gãy có thể thấy rõ ràng này vẫn là người sao quả thực là một đống thịt giữa nhưng đống thịt giữa này còn đang trùng kích thần cốt tỏa ra tia sáng chói mắt. Mười bước cuối cùng, sông lên, lang hàn cắn răng, oanh 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 oanh, hắn bị đánh điên cuồng, cảm giác sắp chết. Thời khắc này, hắn thật muốn trốn vào trong hắc tháp đi, nhưng tới mức độ này, sao có thể cam tâm từ bỏ. chương 1149, khen thưởng, cũng còn tốt, mấy lần hắn độ thiên kiếp đều tự phế, đánh nát thần cốt, thống khổ như thế đã có chút quen thuộc, nếu không thật sự có khả năng đau mất đi. Hắn lại thiêu đốt một giọt bất diệt chân dịch, nhưng liên tục sử dụng ngay cả hiệu quả của bất diệt chân dịch cũng giảm mạnh chỉ để hắn có thể kéo dài hơi tàn tám bước năm bước ba bước lăng hàn hét dài một tiếng xông ra ngoài vù phía trước đột nhiên tối sầm lại đã biến thành bóng tối vô tận lăng hàn nằm trên mặt đất lại phát hiện tượng đá bốn phía hoàn toàn biến mất hai bên cũng không có những người khác tựa hồ sau khi hắn nhảy bước cuối cùng đã tiến vào một không gian khác oanh một tấm bia đá xuất hiện giống như bạch ngọc còn đang phát ra ánh sáng dịu dịu. Trên bia đá có chữ viết, Lăng Hàn cũng không có xem, mà trước tiên khôi phục thương thế. Miễn cưỡng khôi phục mấy phần lực chiến đấu, hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía bia đá. Lúc tuổi còn trẻ, một mình giết vào Khôi Lỗi Tông, diệt hết trăm vạn khôi lỗi, thành đệ nhất trong lịch sử. Nay lập lại trận này, để cho người hậu thế nhớ tới thành tích của ta, người đến sau, tuy ngươi xông qua trận này, nhưng phải biết, ta đã hạ lực chiến đấu của thạch trận thấp xuống rất nhiều. Có điều người có thể xông qua, miễn cứng cũng coi như không tệ, có mấy phần phong thái của ta năm đó, ta liền cho ngươi một ít ban thưởng, ngươi ghi nhớ trong lòng, ca ngợi ta cao thượng và vĩ đại. Chữ không nhiều, Lăng Hàn nhìn rất nhanh, khóe miệng của hắn không khỏi co giật, chỉ cảm thấy người lập bi này thực tự yêu mình. Phải biết, hiện tại ta vẫn là đại cực vị, chờ đạt đến đại viên mãn, cũng không cần đỉnh cao, thần cốt nhảy vào thần thiết cấp 5, thạch trận này mạnh mẽ gấp 10 lần thì đã làm sao. Quên đi, tính toán cùng một người đã chết đi không biết bao lâu lại có ý gì. Lăng hàn lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía trên của tấm bia đá, chỗ đó có đồ vật mà đối phương lưu lại. Cũng không biết ra hỏa tự yêu mình này tên gì. Lăng hàn phát hiện bốn đồ vật ở trên bia đá, ba lá bùa với một quả cầu kim loại màu đen. Kim cương phù, sư tử phù, tật phân phù, quả cầu này là cái quỷ gì? Cũng còn tốt, phía trái của bia đá còn có chút chữ, nói rõ công dụng của bốn đồ vật này. Kim cương phù, ra chỉ ở trên người có thể tăng lực phòng ngự lên tới nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. T, cái này không tệ, số lần sử dụng là từ 1 đến 10 lần, lấy thời gian mỗi lần sử dụng dài ngắn mà định. Lăng Hàn cầm lấy kim cương phù, phía trên vẽ phù hiệu quái lạ, tỏa ra khí thức cổ xưa, dày nặng. Thật sự không giả, Lăng Hàn áng chừng lá bùa, nếu thật như vậy, vậy ta đối đầu nhật nguyệt cảnh cũng không sợ. Nhưng vạn nhất vị lão tiền bối này nói đùa, vậy ta rất có khả năng bị đùa chết. Đây cũng không phải không thể nhìn bia đá nhắn lại liền biết, vị này cực kỳ tự kỳ, có chút không bình thường a. À. Sư tử phù, sau khi gia trì, lực lượng có thể đạt tới nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, tương tự có thể sử dụng từ 1 đến 10 lần. Tật phân phù, tốc độ có thể tăng lên tới nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, vẫn có thể dùng từ 1 đến 10 lần. Cha cha, thứ tốt, thực sự là thứ tốt, lang hàn cầm lấy quả cầu kim loại màu đen, lẩm bẩm nói. Thứ này là một khôi lỗi nhật nguyệt cảnh, thực sự là rất khó tưởng tượng, hắn thấy bia đá, sau đó nhấn mấy lần ném về mặt đất quả cầu kim loại lập tức biến hóa không ngừng bành trướng mà hình thể cũng biến hóa từ trong hình cầu đưa tay chân ra biến thành một người kim loại hương là thật hay giả chỉ cần để tu la ma đế đi vào làm chủ thí nghiệm liền biết lang hàn thu hồi khôi lỗi trong này cũng không có đặt chân nguyên thạch bởi vậy chỉ có thể biến hóa đơn giản mà không có uy năng chân chính khi hắn thu hồi khôi lỗi trước mắt nhất thời sáng ngời hắn xuất hiện ở ngoài thạch trận hai bên là đoàn người đang chạy tới tựa hồ ai cũng không có ý thức được hắn đã từng biến mất một quãng thời gian khoảng thời gian này tuy không dài nhưng cũng có mấy cái hô hấp lại không có một người cảm giác được thủ đoạn của đại năng thực sự là kinh người lang hàn sư phụ thủy nhạn ngọc cùng đinh bình đều chạy tới trên mặt không che giấu khâm phục chút nào thực sự là quá khó khăn ngay cả đám người hạ vô khuyết cũng chỉ có thể từ bỏ nhưng lang hàn mới đại cực vị lại có thể hoàn thành chỉ cần so sánh liền có thể nhìn ra thành tựu này kinh người cỡ nào chúc mừng lăng huynh ba người thiệu tư tư đi tới hạ vô khuyết hừ lạnh một tiếng hắn hơi do dự liền dẫn đám người trưởng tôn nghênh ngang rời đi hắn muốn giết lăng hàn nhưng tình huống hiện tại tựa hồ khó có thể làm được trước tiên không nói lực phòng ngự của lăng hàn biến thái đám người thiệu tư tư chắc chắn sẽ không cho phép bởi vậy hắn lựa chọn rời đi mắt không gặp tâm không phiền có mấy người muốn tới giao lưu với lăng hàn thế nhưng có ba người thiệu tư tư ở đây, khí chàng của bọn họ quá mạnh mẽ, kinh sợ đến tất cả mọi người nói không ra lời, rất nhanh đều rời đi. Ba người thiệu tư tư có ý kết giao lăng hàn, nên xếp tư thái rất thấp, nhưng nơi này không phải địa phương nói chuyện, bởi vậy bốn người ước định, chờ sau này tiến vào lẫm thiên tông sẽ hảo hảo tâm sự. Đoàn người tản đi, mọi người đều có chút thất vọng, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy lăng hàn từ trong thạch trận đi ra, nhưng không có được tưởng thưởng gì. Khổ cực như vậy, nhưng chẳng đạt được gì, tự nhiên khiến người ta thất vọng. Chờ đoàn người tiêu tan, Lăng Hàn ném ra quả cầu kim loại nói: "Tiểu đế, ngươi làm chủ khôi lỗi này thử xem." Hắn đã bỏ chân nguyên thạch vào, Tu La Ma đế làm theo, oành, khôi lỗi hình người này lập tức giậm chân một cái, tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ. "Chủ, chủ nhân, đây là khôi lỗi Nhật Nguyệt cảnh." Hắn run giọng nói, sắp ngất rồi. Trước tổn thất hai khôi lỗi chuẩn Nhật Nguyệt cảnh, hắn liền đau lòng muốn chết, nắm giữ lực lượng to lớn lại mất đi, ai có thể thích ứng chứ? không nghĩ tới mới qua mấy tháng, chủ nhân liền làm ra một bộ khôi lỗi nhật nguyệt cảnh chân chính. Quá nghiêu bức, thử một chút xem, đạt đến cấp bậc gì. Lăng Hàn hỏi, Tu La Ma Đế động mấy lần, sau đó nói, bẩm chủ nhân, hẳn là nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Mới trung cực vị, Lăng Hàn có chút bất mãn, nhưng dù sao cũng là của người ta cho, yêu cầu không thể quá cao có đúng hay không. Hắn gật gù nói, con khôi lỗi này liền giao cho ngươi sử dụng, chương 1150, bay một mình. Tạ chủ nhân, tiểu đế nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn, cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, cúc cung tận tụy. Tu La -ma đế tỏ thái độ, có điều, tuy được một bộ khôi lỗi nhật nguyệt cảnh, nhưng hiện tại hắn không dám có chút phản ý, sớm bị Lăng Hàn mài đi hung tính. Dưới cái nhìn của hắn, nếu Lăng Hàn có thể yên tâm cho hắn khôi lỗi nhật nguyệt cảnh, nói rõ trong tay hắn còn có lá bài tẩy mạnh hơn, có thể dễ dàng chế phục mình. Điểm ấy hắn không đoán sai, có điều coi như Lăng Hàn không có lá bài tẩy như kim cương phù, hắn cũng có thể dễ dàng thu phục Tu La Ma Đế. Cấp bậc thần hồn của Tu La Ma Đế quá thấp, Lăng Hàn dùng một cái thất sát chấn hồn thuật liền có thể đánh ngất hắn, thu vào hắc tháp, vậy nhào nặn tự nhiên tùy ý. Lăng Hàn trước tiên khôi phục thân thể, không còn bị tượng đá công kích, bất diệt thiên kinh lưu chuyển, tốc độ khôi phục của hắn kinh người, rất nhanh đã khỏi hẳn. Hắn thay một bộ quần áo mới, cười nói, đi thôi, ba người một khôi lỗi lên đường, tiếp tục tiến lên. Trên đường, Lăng Hàn nói sự tình được ba tấm thần phù cùng khôi lỗi cho Thủy Nhạn Ngọc và Đinh Bình. Nơi này mai táng, đến tột cùng là ai? Cảm giác không giống như phần mộ, chết sao còn có thể nhàn nhã như vậy? Thủy Nhạn Ngọc cùng Đinh Bình đều cảm thấy khó mà tin nổi, người nói người muốn chôn mình cũng thôi, sao còn muốn rằn vặt ra nhiều trò như vậy? Không chịu cô đơn sao? Lăng Hàn lẩm bẩm nói, người trung quy chạy không thoát tử vong, vị đại năng này ca công tụng đức của mình là không muốn bị lãng quên sao? sinh mệnh tinh khí nơi này rất kinh người, chẳng những có thể tăng cao tu vi, hơn nữa còn có thể chữa trị ám thương của võ giả, toàn diện tẩm bổ thân thể, trợ giúp này vô cùng lớn. Có mấy người không thăm dò, cho rằng thực lực của mình quá thấp, tranh không bằng người, bởi vậy liền tìm một chỗ yên tĩnh dừng lại, bắt đầu tu luyện, điều dưỡng bản thân, điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, đối với tu luyện tự nhiên cũng hữu ích. Sư phụ, ta muốn đột phá. Mấy ngày sau, Đinh Bình đột nhiên nói, có đan dược của Lăng Hàn, tu vi của hắn tự nhiên tăng lên nhanh chóng, đây là thần giới, tăng lĩnh vực nhân đạo lên tương đối dễ dàng, phương diện tâm tình lại có luân hồi thụ, nếu không phải Đinh Bình còn muốn xung kích lực lượng 19 tinh, kỳ thực hắn đã sớm có thể đột phá. Lang Hàn hộ pháp cho hắn, cho dù ở trong tinh không, quy tắc thiên đạo cũng ở khắp nơi, lập tức có thiên lôi cuồn cuộn, bắt đầu cuồng phách Đinh Bình. Đinh Bình tu phá hư cảnh đến tiếp cận hoàn mỹ, nhưng bởi vì không phải quân chủ của tiểu thế giới, hắn vô vọng đạt đến lực lượng 20 tinh, nhưng 19 tinh vẫn vô cùng trâu bò, điều này làm cho lực chiến đấu của hắn cực kỳ đáng sợ, vượt qua thiên kiếp tương đối ung dung. Nửa ngày sau, hắn bước vào thần cảnh, sư phụ, ta có thể ra ngoài sông Sáu không? Hắn tràn đầy ước mơ, hy vọng cũng có thể như ba vị sư bá, vào Nam ra Bắc, tự mình rèn luyện. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, thế nào, cánh cứng rồi sao? Đinh Bình sợ đến quỳ xuống nói, đệ tử không dám, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lấy tật phân phù ra giao cho đệ tử nói cầm, gặp phải nguy hiểm, có thể thoát hiểm sau này ở lối vào hội hợp sư phụ, Đinh Bình vô cùng kích động, đây là sư phụ xông qua thạch trận mới đổi lấy, cực kỳ quý giá cầm đi, Lăng Hàn cười nói, hắn có xuyên vân toa tác dụng của tật vân phù không quá lớn Đinh Bình cung kính dập đầu lúc này mới tiếp nhận tật vân phù nhanh chân rời đi, người thật yên tâm sao, Thủy Nhạn Ngọc hỏi Lăng Hàn không nói, một lát sau mới nói, hai tử lớn rồi dù sao cũng nên thả hắn bay cao. Lại nói, thời điểm ta có tu vi như hắn, không phải đã một người chạy đến hoàng đô, còn lừa được một muội tử đẹp đẽ sao? Thủy Nhạn Ngọc biết đối phương đang nhạo báng mình, không khỏi cho hắn một cái liếc mắt, rồi lại có chút vui mừng, nữ nhân ai không thích nghe người yêu khen ngợi mình đẹp. Lăng Hàn cười ha ha, ôm vư vật này hôn một cái. Thủy Nhạn Ngọc xấu hổ, chỉ vào Tu La Ma Đế nói: "Còn có người khác đấy." Tu La Ma Đế kinh hãi vội vã nằm xuống học chó sủa còn muốn ngoắc ngoắc cái đuôi nhưng phát hiện hiện tại mình đã không phải con lang kia không khỏi lúng túng nghiêm mặt cười nói chủ mẫu đại nhân người chớ xem tiểu đế là người xác thực đủ vô liêm sỉ lang hàn cùng thủy nhạn ngọc lời chàng ý thiếp nếu như chê tu la ma đế trướng mắt vậy liền thu vào trong hắc tháp để tu la ma đế rất bất đắc dĩ rất muốn nói hắn vốn là một đoàn hỗn độn ma khí không phải người đừng nói các ngươi chỉ ôm 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 ngay cả y, y a a, dưới cái nhìn của hắn cũng như hai con chó y, y nha nha không khác gì nhau cả. Đương nhiên, cái này đánh chết hắn cũng không dám nói ra miệng, nếu không thật có khả năng bị lột ra đến chết. Đi ở trên vùng bình nguyên bao la, phảng phất không có phần cuối, cái này sẽ làm rất nhiều người thiếu kiên nhẫn, cuối cùng từ bỏ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tu vi của Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đều tăng vọt, có một vị đan đạo đế vương lại thêm luân hồi thụ, tu vi muốn không tăng cũng khó. Nửa tháng sau, tu vi của Thủy Nhạn Ngọc tiến vào trung cực vị hậu kỳ, cái này phi thường kinh người. Lăng Hàn cách đại cực vị đỉnh cao thì còn một ít thời gian, dù sao cảnh giới càng cao tăng lên càng chậm. Suốt cục, phía trước bọn họ không còn là bình nguyên bao la nữa, mà xuất hiện đại hải. Nhưng đại hải này, cực kỳ quái lạ, đáy biển của đại hải liên tiếp bình nguyên, thậm chí có thể nói, bình nguyên này là một bộ phận của đại hải, chỉ là nước biển bị lấy sạch mà thôi. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một tường nước cao chọc trời, dựng ở đó gợn sóng mà dưới đại hải cũng không quạnh hưu, không có gì, chỉ có một mảnh rừng rậm mà thôi. Rừng rậm dưới đáy biển, mỗi một cây đều cắm rễ ở đáy biển, cao tới mấy ngàn trượt, nhưng vô cùng mềm mại, nói là cây cối chẳng bằng nói là rong, chỉ là dáng dấp hơi dọa người. Lá cây nhẹ nhàng giật động, đại bộ phận còn lớn hơn căn nhà, ở phía sau là rất khó bị phát hiện. Nước biển có tác dụng ngăn cách thần thức rất lớn, thị lực không thể xuyên thấu những lá cây kia, bởi vậy, tiến vào nơi này không thể xem như người mù, lại làm cho năng lực của thần linh giảm xuống một đoạn dài. Cẩn thận ám dạ đường, Thủy Nhạn Ngọc lập tức nói, chương 1151, rừng rậm dưới đáy biển. Trước đó, bởi vì thủ đoạn của đại năng, võ giả không cùng tầng thứ bất chi bất giác bị phân lưu, nhưng đến nơi này, bọn họ đã thấy cường giả nhật nguyệt cảnh. Hiển nhiên, người phân lưu lại đang trong lúc vô tình hội hợp đến cùng một chỗ. Ám dạ đường biết lăng hàn không dễ giết, vậy muốn điều động sát thủ mà nói, khẳng định là nhật nguyệt cảnh trước không thể tao ngộ, nhưng hiện tại, khó nói, có thể ở trong biển mai phục bọn họ. Lăng Hàn gật đầu, hắn tự tin, nhưng tuyệt không tự tin mù quáng, lấy thực lực bây giờ của hắn, nhật nguyệt cảnh có thể thuấn sát hắn, thể phách thần thiết cấp 4 cũng không có tác dụng, coi như thần cốt còn có mấy cây không nát tan, nhưng thần hồn tuyệt đối sẽ bị đánh tan, vẫn chết như thường. Muốn đối kháng nhật nguyệt cảnh, cho dù là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, vậy chí ít cũng cần đạt đến cấp độ thập tinh. Mà muốn ở sơn hà cảnh đạt đến thập tinh, vậy nhất định phải tu ra tòa sơn hà thứ năm đạt đến mức độ hoàn mỹ lang hàn cách bước này còn có chút xa chủ nhân yên tâm tiểu đế nhất định sẽ tận tâm tận lực chỉ cần tiểu đế còn nhất định bảo đảm chủ nhân an toàn tu la ma đế vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói đi bọn họ tiến vào biển có biến hóa là chuyện tốt nói rõ bọn họ đi đúng phương hướng bằng không đi ở trong vùng bình nguyên nơi nào mới đến phần cuối cũng còn tốt nước biển chỉ để phạm vi thần thức cảm ứng co lại rất nhiều lần nhưng không như tinh thần hải, có quy tắc đặc thù áp chế, bởi vậy cho dù tác chiến ở trong nước, thực lực của võ giả cũng sẽ không bị suy yếu bao nhiêu. Nơi này cũng không chỉ là rừng rậm dưới đáy biển, còn có cá lớn ở trong đó bơi lội. Thực sự là cá lớn, độ dài đạt đến vạn trượng, với đuôi một cái liền có thể nhấc lên sóng to gió lớn, ngay cả cường giả Nhật Nguyệt cảnh cũng không thể đứng vững, bị đẩy ra thật xa. Cự ngư như vậy dù cho không phải yêu thú, chỉ là lực lượng thân thể liền vô cùng đáng sợ cho nên nói lực lượng là bộ phận trọng yếu nhất của lực chiến đấu dù cho những cự ngư này không phải yêu thú nhưng lực chiến đấu ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng run rẩy cây cối trong rừng rậm dưới đáy biển đều nắm giữ tính dài rất lớn nếu không bị cá lớn tùy tiện vẫy đuôi mấy cái liền quét gãy hết lăng hàn cùng thủy nhạn ngọc đi ở trong đó chỉ cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương đương nhiên cũng không phải hết thảy sinh linh đều khổng lồ như vậy lăng hàn nhìn thấy mấy con cá nhỏ nhưng cá nhỏ cũng dài mấy chục trượng chỉ là so với cá lớn dài vạn trượng đây quả thật chỉ có thể nói là cá nhỏ. Nhưng cá lớn không hung, cá nhỏ lại rất hung, cá lớn hoàn toàn xem thường võ giả, nhưng cá nhỏ lại cực kỳ hung hãn, chỉ cần phát hiện võ giả sẽ phát động tấn công. Những con cá nhỏ này vô cùng quỷ dị, phải đều là kim loại, hàm răng sắc bén như đao kiếm, hiện ra quang mang lạnh lẽo âm trầm. Bọn chúng rất khó đối phó, phải kim loại nắm giữ hiệu quả phòng ngự mạnh mẽ, hàm răng lại vô cùng sắc bén, võ giả cùng cấp đối đầu, nếu như không có lực chiến đấu siêu cao, 89 phần 10 sẽ bị thiệt thòi. Nhưng Lăng Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn đang lo không có thần thiết cấp 2 tăng lên uy lực của tiên ma kiếm, cái này không phải vật liệu đưa tới cửa sao? Ầm, um, một con cá vùng nuôi, hình thành động lực mạnh mẽ, giết tới Lăng Hàn, sóng nước giật động, khiến người ta đặt chân bất ổn. Lăng Hàn mở ra lỗ chân lông cả người, vận chuyển nguyên lực, nhất thời, hắn như phi tiến bắn mạnh ra, giết tới con cá kia. Lực lượng của con cá này chỉ tương đương với sơn hà cảnh trung cực vị đâu thể nào là đối thủ của Lăng Hàn, bị hắn chém hai ba lần liền hết sạch vảy, đã biến thành quán ngư. Tha cho ngươi một mạng, Lăng Hàn cười nói, dùng sức ném đi, ném con cá này ra ngoài. Hấp thu tinh hoa thần thiết trên vảy cá, tiên ma kiếm có chút tăng lên, đương nhiên chỉ là một tia. Nhưng không lâu lắm, chỉ thấy con cá kia lại bơi trở về. Đặc thù quá rõ ràng, vảy cá bị lột hết sạch, ở đây hẳn là độc nhất. Nhưng nó không phải đơn thương độc mã, mà mang theo một đoàn đồng loại chỉ ít mấy trăm con hung ngư giết tới, mỗi con nhe răng nhọn, đằng đằng sát khí. Cảm giác bị ân đền oán trả như thế nào? Thủy nhạn ngọc trêu nói, lăng hàn cười ha ha, sao ta cảm giác là tặng lễ nhỉ? Xác thực, mấy trăm con hung ngư mà thôi, ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý, hoàn toàn là đến tăng lên phẩm chất cho tiên ma kiếm. Hắn giết ra ngoài, tiên ma kiếm cắt chém, từng mảng từng mảng vảy cá bị hắn tước xuống, hóa thành bột phấn, tinh hoa thì bị tiên ma kiếm hấp thu, tiến quân về thần thiết cấp 3. Đừng nhìn chỉ có mấy trăm con cá, nhưng phải biết rằng, cá nhỏ cũng dài mấy chục trượng, số lượng thần thiết phi thường kinh người. Khi lang hàn giết những quái ngư này thất thất bát bát thì, tiên ma kiếm đột nhiên tỏa sáng, lại một lần nữa hình thành biến chất. Mà trong quá trình này, lang hàn cũng chuyển ý chí võ đạo của mình vào trong đó, trong nháy mắt hình thành 23 đạo thần văn. Lần trước, Lăng hàn không có chuẩn bị, bởi vậy chỉ đánh vào 7 thần văn, nhưng lần này hắn có chuẩn bị, tự nhiên đánh vào càng nhiều thần văn. Thần khí cấp 3, Lăng Hàn đại hỉ, tùy ý chém qua một kiếm, oanh, một đạo kiếm mang dài ngàn trượng xẹt qua, phốc 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 phốc, chỉ ít một nửa hung ngư bị đạo kiếm mang này chém thành hai đoạn. Lăng Hàn hết sức hài lòng, bởi vì bản thân chiêu kiếm này hắn không có sử dụng lực lượng nào, hoàn toàn là uy năng của tiên ma kiếm. Rõ ràng chỉ là thần khí cấp 3, nhưng bởi vì lạc ấn ý chí võ đạo của hắn, nên nắm giữ uy năng cảnh giới này tuyệt đối có thể sánh ngang thần khí cấp 4. Ngay cả thần khí cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Xoạt, hung ngư còn lại vội vã quất đuôi, quay đầu bỏ chạy. Trước lang hàn chỉ tước phải cá không sát sinh, để những hung ngư này không kiêng rè gì, bây giờ phát hiện vị này cũng không phải người lương thiện gì, tự nhiên là chạy mất dép. Đây chính là thần kiếm đệ nhất thiên hạ, Thủy Nhạn Ngọc tự nhiên biết cố kim huy, biết đối phương vì đưa kiếm cho lang hàn mà tới. Lang hàn gật đầu nói, nhân tình này rất lớn, Thủy Nhạn Ngọc cười nói, khẳng định là nợ ân tình, nhưng ta tin tưởng, cũng chỉ có ở trong tay ngươi, thanh kiếm này mới có thể chân chính đi tới đỉnh cao. Đối với một chú kiếm sư mà nói, đây mới là mình muốn nhìn thấy nhất, bằng không giấu ở trong tay của mình, chỉ có thể để Minh Châu Long Đong mà thôi. chương 1152, Tam Thải Phong Hỏa Liên Thê tử, người càng ngày càng biết nói, miệng nhỏ thật ngọt. Lăng Hàn cười nói, ra vẻ muốn đi nắm gò má của Thủy Nhạn Ngọc, làm cho đối phương trợn tròn mắt Tức giận không ngớt Thật chờ mong a à, Tới chút hung ngư càng mạnh hơn Để thanh kiếm này tăng lên tới thần thiết cấp 4 Thủy nhạn ngọc nhìn về phương xa Nhất thời biến sắc nói Người cái miệng xui xẻo này Phía trước đến một con cá lớn Dài tới mấy ngàn trượng Tuy không phải loại lớn nhất Nhưng vung lên cuộn sóng phun trào Liền hất lang hàn cùng thủy nhạn ngọc bay ra ngoài Căn bản không có lực hoàn thủ Lực lượng của con cá này chỉ ít đạt đến nhật nguyệt cảnh Lang hàn nói cá lớn thế tới hung hăng, mở ra miệng rộng hút một cái, nhất thời nước biển ở phụ cận đều lao vào miệng nó. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc cũng không ngoại lệ, bị cuốn tới. Còn không ra tay, Lăng Hàn quát lên, Tu La Ma Đế vội giết ra, lực lượng của Nhật Nguyệt Cảnh phun trào, đấm ra một quyền, đè ép nước biển, hình thành sóng trùng kích, không ngừng mở rộng đánh tới cá lớn. Oanh, cá lớn bị đánh bay ra vài ngàn trượng, lực lượng của cú đấm này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí trên thân thể xuất hiện một cái hãm động, có máu rỉ ra. Bị đau, con cá này tức giận giết trở về, đuôi dương lên, sóng lớn cuốn qua. Tu la ma đế đón nhận, tuy hắn nhỏ đến đáng thương, nhưng lực lượng không kém, đấm ra một quyền cùng cá lớn cứng đối cứng, dồn dập bị gãy trở lại. Một người một ngư chiến đến kịch liệt, bọn họ đều không phải võ giả chân chính, một cái là khôi lỗi, dựa vào chân nguyên thạch cùng trận văn nắm giữ lực chiến đấu của nhật nguyệt cảnh, một cái khác được thiên địa sủng ái, thân thể khổng lồ, lực lượng khủng bố, đây giống như con kiến nó phải tu luyện bao lâu mới có thể có lực lượng như người bình thường thực lực hai người kém không nhiều có điều khôi lỗi thắng ở không có cảm giác đau đớn thân thể do thần thiết cấp cao luyện chế tự nhiên chiếm tiện nghi sau mấy chục chiêu cá lớn liền bị đánh xuống rất nhiều vảy bắt đầu chảy máu nó sợ vẫy đuôi một cái chạy mất dép đại gia nhà ngươi tiểu đế ta thực sự quá lợi hại tu la ma đế dương dương tự đắc có thể đánh chạy đối thủ nhật nguyệt cảnh cái này ở trước đây hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, quá thoải mái. nhìn thấy lăng hàn bơi lại, tu la ma đế vội quét qua đắc ý, vẻ mặt nịnh nọt nói: tiểu đế thực sự là quá cảm kích chủ nhân, chủ nhân người chính là cha mẹ sống lại của tiểu đế. hắn bắt đầu nịnh hót, hồn nhiên không biết cái gì gọi là buồn nôn. được rồi được rồi, nếu không ta sẽ ói mất. lăng hàn vội vã xua tay, để thủy nhạn ngọc hé miệng mỉm cười. lúc này tu la ma đế mới ngượng ngùng khép miệng chỉ cảm thấy ý còn chưa hết, ngược lại hắn không thể thông qua tu luyện tăng cao thực lực, bởi vậy những ngày qua vẫn đang luyện công lực nịnh hót. Hiếm thấy gặp phải một cơ hội tốt để phát huy, không nghĩ tới mới vừa mở miệng liền bị kêu dừng, để hắn có chút buồn bực, sao chủ nhân không cho hắn sử dụng hết sở trường chứ. Thâm nhập đại hải, vùng rừng rậm này hiển lộ ra một mặt mỹ lệ. Những hải tảo to lớn kia không còn chỉ là màu xanh đậm, mà trở nên sắc thái sặc sỡ, có màu tím, có màu đỏ, có màu cam, mà màu sắc của cá cũng trở nên muôn màu muôn vẻ. Nhưng những loại cá này uy hiếp lại càng lớn, bởi vì những tên to sắc kia rõ ràng không có một chút xíu nguyên lực, nhưng sinh ra liền có thần văn, giao cho bọn chúng năng lực đặc biệt. Có bạch tuộc to lớn, gặp phải thì phun ra nước mực, biến hoàn cảnh chung quanh thành một màu đen kịt, không chỉ đưa tay không thấy năm ngón, thậm chí ngay cả thần thức cũng hoàn toàn bị che đậy, chỉ có thể bị động chịu đòn. Có cá lớn trên đầu mọc ra gai nhọn mũ sắc, Lăng Hàn nhìn thấy nó một đòn liền đâm xuyên thân thể một con cá lớn khác, cắn giết đối phương. Còn có loại nắm dư kịch độc, căn bản không cần bắn chúng đối thủ, thân thể bơi qua, chỗ đó liền biến thành độc vực, rất nhiều cá lớn đều bị độc giết. Đây là một hiểm địa, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn võ giả, đương nhiên thời điểm cá lớn ăn uống cũng sẽ không lưu ý thuận tiện ăn vài tên võ giả. Khắp nơi có hài cốt của cá lớn, cũng có hài cốt của võ giả, thông thường chỉ có một bàn tay, một cái chân hoặc một cái đầu chim nổi ở trong biển rộng, xuyên vân toa ở trong thủy vực cũng không dễ sai, bởi vậy Lăng Hàn không có sử dụng thần khí này, gặp phải cá lớn nhật nguyệt cảnh trung cực vị trở xuống, liền do Tu La Ma Đế đi giải quyết, nếu như gặp phải càng mạnh mẽ, vậy thì trốn vào hắc tháp, chờ gió êm sóng lặng lại trở ra. Cá ở nơi này còn có chút giá trị, có chút xương cá chính là kim loại hóa, chất lượng có thể so với thần thiết cung cấp, bởi vậy chỉ cần gặp gỡ, Lăng Hàn sẽ thu vào trong hắc tháp, ngày sau có thể dùng để tăng uy năng của tiên ma kiếm. Một nào đó góc trong biển sâu, loạn tinh nữ hoàng đang đối lập với một lão giả, mà ở phụ cận bọn họ, có một đóa hoa sen đang nở rộ, cho dù là ở trong nước, cũng có thể ngửi thấy mùi thơm cực kỳ thanh u. Không hề bất ngờ, đây là một cây thần dược, bằng không há có thể để loạn tinh nữ hoàng chú ý. Nhưng lão giả kia có thể đối lập với nàng, nói rõ thực lực của đối phương tuyệt không bình thường. Bọn họ đều đứng chắp tay, không gian khoảng một trường quanh người không có một giọt nước biển, cho thấy thực lực của bọn họ mạnh mẽ, ngay cả nước biển nơi này cũng có thể ngăn cách. Đây chỉ là một cây tam thải phong hỏa liên, ít nhất phải mấy trăm triệu năm sau mới có thể lên cấp thành thất sắc, đối với tiên tử không hề có một chút tác dụng, sao không tặng cho Lão Phu. Lão Phu cũng sẽ không lấy không, sẵn lòng lấy ba viên long hương đan bồi thường, làm sao? Lão giả mở miệng nói, tam thải phong hỏa liên, đây là thiên địa kỳ chân, nếu Sơn Hà Cảnh Dung vào đan điền, thì có thể thời khắc được thần liên tẩm bổ, không chỉ tốc độ tu vi tích lũy tăng vọt, hơn nữa, thần liên chính là thiên địa kỳ chân, còn có thể mượn thần liên câu thông thiên địa đại đạo, ngay cả lĩnh ngộ cảnh giới cũng có thể tăng lên kinh người. Có điều, khi võ giả bước vào nhật nguyệt cảnh, tinh hoa của thần liên sẽ bị hái sạch, tự nhiên khô héo. Cây này chỉ mới ba màu, nếu như đạt đến ngũ sắc, nhật nguyệt cảnh có thể dùng, thất sắc, ngay cả tinh thần cảnh cũng coi là trí bảo. Chương 1153, Xích Hỏa Trâm toàn thân loạn tinh nữ hoàng bao phủ ở trong khí thức hỗn độn, ánh mắt nàng đóng mở, phía sau có từng viên đại tinh hiện lên, lại cấp tốc biến mất. Rõ ràng tinh thần cảnh đại viên mãn cũng chỉ có thể nắm giữ bốn viên tinh thần, nhưng những ngôi sao này tiêu tan quá nhiều lần, nhìn qua lại như có vô số tinh thần đang tỏa ra, đại khí bàng bạc giật động, hiển lộ hết vương giả chi uy. Nàng hư một tiếng nói, chấm cho người năm viên long hương đan, lão giả không khỏi ngẩn ra, được rồi, ta cho ngươi ba viên long hương đan để ngươi từ bỏ cây phong hỏa liên tam sắc này, ngươi vừa mở miệng là năm viên, đây là muốn đập ta sao? Có điều, long hương đan không phải là đan dược phổ thông, có thể tăng lên cảm mộ đại đạo của tinh thần cảnh, có thể nói cực kỳ quý giá. Hắn có thể mở ra ba viên long hương đan, là bởi vì hắn có một đời sau rất khá, hiện nay vừa bước vào sơn hà cảnh, có cây phong hỏa liên tam sắc này trợ giúp, hậu bối này có thể ở trong ngàn năm, thậm chí trong trăm năm bước qua sơn hà cảnh, hơn nữa còn tu luyện cảnh giới tới mức độ hoàn mỹ nếu không thì ngay cả phong hỏa liên ngũ sắc đối với hắn cũng vô dụng làm sao có khả năng mở ra bảng giá như vậy đương nhiên nếu có đủ kiên trì thì có thể gieo trồng để nó hấp thu tinh hoa thiên địa mấy trăm triệu năm sau nói không chắc có thể trở thành cấp bậc thất sắc mấy trăm ước năm sau có thể trở thành cửu sắc chỉ là tháng năm dài đằng đẵng như vậy ai chờ nổi chứ lão giả lộ ra vẻ trầm ngâm nhưng lập tức quả đoán gật đầu nói được năm viên long hương đan cây phong hỏa liên tam sắc này liền quy tiên tử loạn tinh nữ hoàng tiện tay ném ra một chiếc không gian giới chỉ nàng rất khí phách làm việc xưa nay không dây dưa dài dòng nhấc bước tới chỗ thần liên chậm lão giả đưa tay loạn tinh nữ hoàng lộ ra một tia sát khí đối phương muốn đổi ý sao ha ha lão phu không phải là người lật lọng có điều tiên tử không cảm thấy phải trước cho lão phu kiểm tra long hương đan thật giả sao lão giả khoát tay áo một cái cười nói Loạn tinh nữ hoàng không nói gì, nhưng dừng bước, lý do này của đối phương không sai, ai có thể tin tưởng một người xa lạ chứ. Lão giả từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình thuốc, mở nắp bình, đổ ra một hạt đan dược, tỉ mỉ nghiên cứu một hồi, mới lộ ra nụ cười, gật đầu nói. Tiên tử quả nhiên là người đáng tin, loạn tinh nữ hoàng cất bước, đi tới bên cạnh thần liên, cẩn thận từng ly từng tí đảo lấy. Cái này nhất định phải cẩn thận, bởi vì phải hoàn chỉnh không thiếu sót cấy ghép vào trong đan điền của võ giả, bằng không công hiệu sẽ xuống thấp. Nàng lấy ra một túi vải, rõ ràng chỉ to bằng bàn tay, nhưng dễ dàng liền thu cây thần liên cao ba thước này vào, thắt ở bên hông của nàng. Không gian linh khí không thể thu vật còn sống, chuyện này người nào cũng rõ ràng, vậy muốn cấy ghép thần dược nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất ở trong quá trình vận chuyển bị thương, tổn thất như vậy ai chịu đựng được? Bởi vậy, liền có hư di đại xuất hiện, nó mạnh mẽ phong ấn một không gian để chứa đựng vật còn sống, có thể bảo đảm thần dược an toàn, Thế nhưng, không gian này rất không ổn định, bình thường chỉ có thể thu thực vật, thu động vật sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với không gian này, hơi một tí thì sẽ tan vỡ. Dù như vậy, tuổi thọ của mỗi một cái hư di đại cũng sẽ không dài, nhưng ưu điểm ở chỗ tinh thần cảnh có thể luyện chế, không giống không gian thần khí cần lực lượng của sáng thế cảnh. Lão giả nhìn ở trong mắt, đợi trong nháy mắt loạn tinh nữ hoàng thu lấy thần liên, hắn đột nhiên ra tay, phía sau có bốn viên tinh thần giật động, mỗi một cái đều tỏa ra khí tức vô tận ầm um, hắn trực tiếp phát động tuyệt chiêu, điều này cần một ít thời gian chuẩn bị, nhưng vừa nãy loạn tinh nữ hoàng chăm chú đào thần dược liền cho hắn cơ hội chuẩn bị đòn đánh này thật đáng sợ, nước biển bốn phía biến mất, đại ngư dài ngàn dặm cũng trực tiếp bạo thể mà chết, mà công kích mạnh nhất của hắn lại hóa thành một chi độc mâu đâm tới bên hông của loạn tinh nữ hoàng, hắn vẫn muốn cây phong hỏa liên tam sắc kia, loạn tinh nữ hoàng giận tím mặt, nàng hư một tiếng, tay nhỏ vung ra mấy ngàn đạo thần văn đan dệt khóa thành một tấm lưới bay về phía lão giả kia. Hoàng giả giận dữ, thiên địa thất sắc, đồng dạng là tinh thần cảnh đại viên mãn, nhưng loạn tinh nữ hoàng rõ ràng càng mạnh hơn, lưới lớn đan dệt, độc mâu bị trùm vào, sau đó bị xé thành mảnh vỡ. Phốc, nhưng vào lúc này, một điểm sáng màu đỏ thấm xuyên qua lưới, bắn về phía loạn tinh nữ hoàng. Loạn tinh nữ hoàng vội vã tránh ra, nhưng xích quang kia như ảnh tùy hình, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, cuối cùng đánh vào trên tay của nàng. Ha 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 ha. Lão giả cười to, có vẻ đắc ý đến cực điểm. Bệ hạ, người đã trúng xích hỏa châm của lão phu, nếu không được lão phu giải trừ, người sẽ bị thiêu sạch khí huyết, chết cực kỳ thê thảm. Giao ra tam thải phong hỏa liên, lão phu có thể cứu người một mạng, dù sao mỹ nhân như ngươi, chết như vậy không khỏi quá đáng tiếc. Trong ánh mắt lão giả lóe lên thần thái dị dạng, đây chính là một đóa kiều hoa tuyệt thế, có thể bị hắn hái a. À. Hơn nữa, đối phương là vua của một nước, nếu có thể để đối phương trở thành nô lệ dưới khố của mình, hắn sẽ có quyền thế như thế nào. Phía sau loạn tinh nữ hoàng có đại tinh di động, tản mát ra khí tức khiến người ta run rẩy ngay cả trái tim của lão giả kia cũng đập mạnh, có một loại run rẩy muốn tan vỡ. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, tương tự là tinh thần cảnh đại viên mãn, làm sao tranh lệch to lớn như thế. May là, cho hắn đủ thời gian phát động đại chiêu, còn sử dụng một thượng cổ thần khí, xích hỏa châm này là dùng diệt thánh nỗ đánh ra. Như thế nào có thể xưng thánh? đạt đến sang thế cảnh mới có thể xưng thánh, món bảo khí này được xưng diệt thánh, uy lực mạnh có thể thấy được chút ít. Chỉ là hắn được diệt thánh nỗ này chỉ là phế khí, đừng nói thánh nhân, ngay cả hàng hà cảnh cũng giết không chết, nhưng đối phó tinh thần cảnh vẫn cực kỳ sắc bén. Ngươi là người của ám dạ đường, loạn tinh nữ hoàng không có ra tay, mà trầm giọng hỏi. Trong lòng lão giả giật thoát, đối phương là làm sao đoán được. Hắn để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, có điều, đối phương chúng xích hỏa châm chính là sự thực, nghĩ đến điểm này, hắn liền yên tâm. Không sai, hắn thoải mái thừa nhận, chương 1154, nữ hoàng phát huy. Ngươi là làm sao phát hiện, loạn tinh nữ hoàng không đáp, tiếp tục nói. Dựa theo cái này xem ra, thì đây vốn là một cái bẫy, ngươi phát hiện nơi này có tam thải phong hỏa liên, mà chấm lại đang ở phụ cận, ngươi liền đoán được chấm sớm muộn sẽ tìm lại đây, nên cố ý làm bộ cùng chấm đồng thời phát hiện thần dược, mình thì nhân cơ hội mai phục sát chiêu. Ha ha, bệ hạ thực anh minh, lại để cho bệ hạ đoán đúng. Chuyện đến nước này, lão giả cũng không chống chế. Có điều bệ hạ, lão phu khuyên ngươi từ bỏ không nên ảo tưởng, bởi vì ngươi kéo càng lâu, thì càng để khí huyết của ngươi đốt cháy càng nhiều mà thôi. Hạng giá áo túi cơm, loạn tinh nữ hoàng xem thường nói, tay ngọc giơ lên, uy thế vô tận ngưng tụ, tỏa ra áp lực đáng sợ. Lão giả kinh hãi đến biến sắc, chúng xích hỏa châm, làm sao có khả năng còn có lực lượng, không phải nguyên lực sớm bị thiêu sạch sao. Loạn tinh nữ hoàng ra tay, từng đạo quy tắc hóa thành thần liên, từ trong ngọc trưởng của nàng bay ra, phô thiên cái địa đánh tới lão giả. Lão giả này tất nhiên là một trong các cường giả của ám dạ đường, ở trong tinh vực này, có thể thu đến tinh thần cảnh đại viên mãn có thể có mấy người. Hơn nữa, diệt thánh nỗ là tồn tại cỡ nào, ở trong ám dạ đường khẳng định cũng bị tôn sùng là trí bảo, hắn có thể lấy ra sử dụng, thì thấy được hắn tất nhiên là cao tầng chân chính của ám dạ đường. Lão giả hét lớn một tiếng, da xương cả người phát sáng, trước nhìn còn vô cùng già nua, nhưng hiện tại là sinh mệnh tinh khí trùng thiên. Hắn liều mạng, trấn cho trẫm loạn tinh nữ hoàng khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn vìm xuống, vô tận thần liên quấn quanh, đây là đại đạo hiển hiện, thể hiện ra cảm mộ đối với thiên địa đại đạo của thần linh. Tinh huyết của lão giả sôi trào, hắn trước sau cho rằng loạn tinh nữ hoàng trúng xích hỏa châm, khí huyết đang bị tiêu hao, đây là cung dương hết đà, khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần hắn vượt qua cửa ải này, vậy vưu vật việt sắc phan danh thiên hạ kia sắp trở thành đồ chơi của hắn. Suy nghĩ một chút, liền để tâm linh đã sớm yên tĩnh không dao động của hắn hiện ra sóng gợn lăn tăn, mấy chục triệu năm tu luyện ra tâm cảnh liền như thanh niên, gấp đến độ muốn chết. Kiên trì chính là thắng lợi, thấy được thắng lợi, bắt nữ hoàng kiêu ngạo này, hẳn là giấc mơ của vô số cường giả, nếu hoàn thành ở trong tay của hắn, vậy lòng hư vinh của hắn sẽ thỏa mãn cỡ nào. Oanh, dưới một đòn, lão giả liền bị đánh bay ra ngoài, thậm chí nguyên lực hộ thân cũng tiêu tan, nước biển tập kích, làm tóc quần áo của hắn ướt nhẹp. À, lão giả phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Ngươi, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Mọi người đồng dạng là tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao, mà hắn càng là thiên tài tứ tinh, trên lý thuyết loạn tinh nữ hoàng nhiều nhất chỉ có thể mạnh hơn hắn một tinh. Nhưng từ kết quả cho thấy, thực lực hai bên tranh lệch tuyệt không chỉ một tinh, chỉ ít là ba tinh. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Loạn thần tặc tử, giết, loạn tinh nữ hoàng căn bản không thèm trả lời. Nàng có đế hoàng chi tâm, một lời ra, thiên hạ theo, tuyệt không cho phép có người vi phạm. Nàng muốn giết người, ai có thể ngăn trở Lão giả lấy ra một cái mũ giáp mang lên, trong nháy mắt, trên mũ giáp buông xuống đại đạo quy tắc, đan dệt thành thần văn, kề sát ở trên người hắn, đếm một chút, có tới ngàn đạo. Bản thân hắn là cường giả siêu cấp, nắm giữ số lượng thần văn đạt đến ba ngàn, lại thêm ngàn đạo hiện tại, khí thức tản mát ra nhất thời tăng vọt một đoạn dài, không thua loạn tinh nữ hoàng chút nào. Cà 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 đừng quên lão phu xuất từ ám dạ đường niên đại truyền thừa vượt xa tam đại hoàng triều gốc gác thâm hậu vượt xa bệ hạ tưởng tượng hắn ngạo nhiên nói dựa vào ngoại vật chỉ là phế vật loạn tinh nữ hoàng lãnh đạm nói thần liên bay ra hóa thành đau thương kiếm nỗ từ trên trời giáng xuống đây thực sự là đáng sợ phảng phất như càn khôn muốn đổ nát chư thiên cũng muốn trừng phạt lão giả ám dạ đường này lão giả kia biến sắc rõ ràng lấy ra một thần khí cấp cao nhưng hắn không có niềm tin chiến thắng chút nào chỉ cảm thấy vư vật tuyệt sắc đối diện mạnh đến nỗi giận sôi mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng hắn lấy ra một cái nỗ màu đen phía trên lạc ấn thần văn phức tạp nhưng đã tàn tạ rất nhiều thần văn bởi vì thân nỗ phá hoại mà chỉ còn dư lại nửa cái thậm chí một phần ba không có hoàn chỉnh nhưng cái này cũng không trở ngại nó đáng sợ lão giả không có lấy lực lượng bản thân che giấu cái nỏ này tồn tại nhất thời đầy trời đều là sát khí đáng sợ như có thể thí thần giết thánh diệt thánh nỗ bệ hạ lão phu khuyên ngươi dừng tay mới tốt, kha kha, lần này lão phu tổng cộng mang theo ba chi xích hỏa châm, ngươi đã trúng một chi, lại trúng thêm một chi, ngay cả lão phu cũng cứu không được ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi hương tiêu ngọc phẫn. Loạn tinh nữ hoàng không để ý chút nào, một trường ấn xuống, toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám, thần liên vô tận hạ xuống, muốn chấn sát lão giả. Hừ, ánh mắt lão giả kia lộ ra hung quang, tuy hắn rất muốn giữ lấy vưu vật này, nhưng so sánh với tính mạng của mình thì càng thêm quý giá, lúc này không còn ý nghĩ phong lưu gì nữa. Hắn một gia trưởng vỗ, mấy ngàn đạo thần văn đan dệt, ở trước người hình thành một bức tường, mà hắn thì kích hoạt diệt thánh nỗ, muốn đánh ra một đòn hủy thiên diệt địa. Luận thực lực, hắn yếu hơn loạn tinh nữ hoàng mấy đoạn, nhưng hắn có thần khí, để hắn như hổ thêm cánh, bù đắp chí ít một tinh tranh lệch, bởi vậy, cho dù vẫn không địch lại, nhưng không đến nỗi lập tức bị thua. Hắn đang tranh thủ thời gian, kích hoạt diệt thánh nỗ, lại thêm xích hỏa châm, cường giả tinh thần cảnh tuyệt đối vác không được coi như một xích hỏa châm giải quyết không được vậy liền hai cái suốt cục diệt thánh nỗ bị kích hoạt phẩm chất của món bảo khí này thực quá cao dù cho thực lực của lão giả kia kinh người nhưng trong khoảng thời gian ngắn liên tục kích hoạt thần khí hai lần vẫn để hắn cực kỳ vất vả mồ hôi trên trán cuồn cuộn chảy xuống khí tức xuất hiện hỗn loạn nhưng diệt thánh nỗ ở thời khắc này thức tỉnh khí thế đáng sợ cuốn khắp thiên hạ đây chính là thánh khí dù cho hiện tại không trọn vẹn uy lực đã sớm không còn nữa Loạn tinh nữ hoàng lộ ra vẻ thận trọng, đối mặt thánh khí như vậy ngay cả nàng cũng không dám khinh thường, nàng quát khẽ một tiếng, sau lưng trồi lên núi lớn chín tầng, dồn dập chấn về phía lão giả kia. chương 1155, sát thủ hiện thân. Đi, lão giả cắn răng, đã không còn có ý nghĩ khác, lấy diệt thánh nỗ bắn ra xích hỏa châm. Một điểm sáng màu đỏ thẫm bay ra, trực tiếp xuyên qua quy tắc của loạn tinh nữ hoàng phong tỏa, đánh tới nàng. Lão giả cười gần, chỉ cần diệt thánh nỗ bắn ra, liền ý nghĩa đối phương nhất định sẽ trúng chiêu. Trừ khi thực lực của ngươi trên diệt thánh nỗ, mà xích hỏa châm có thể cấp tốc đốt cháy khí huyết của võ giả, ngay cả tinh thần cảnh cũng chống đỡ không được bao lâu, nữ hoàng đại nhân này đã trúng một chi, coi như ngươi có bí pháp có thể tạm thời gánh vác, nhưng hai bút cùng vẽ, không tin ngươi còn có thể kiên trì. Nhưng trước đó loạn tinh nữ hoàng còn né một chút, lần này ngay cả trốn cũng không trốn, xích quang đánh thẳng vào người nàng. Xong đời, lão giả kia cao hứng, lại cảm thấy đáng tiếc. Chúng hai chi xích hỏa châm, đối phương tự nhiên là chắc chắn phải chết, ngay cả hắn cũng cứu không được. Nhưng một mỹ nhân như thế chết đi, hắn ngay cả mùi vị cũng không thể nếm trải một chút, đây cũng quá đáng tiếc. Nhưng hắn lập tức lộ ra vẻ ngờ vực, thậm chí hoảng sợ. Bởi vì loạn tinh nữ hoàng còn đứng ở đó, khí huyết trùng thiên, bá thế không giảm, nào giống người chúng hai xích hỏa châm chứ. Chết, sau khi loạn tinh nữ hoàng hóa giải đòn đánh này, liền hung hăng ra tay, không gian bốn phía đều bị nàng phá nát lão giả kia cắn răng, không còn một tia đấu trí, vội vàng xoay người bỏ chạy. Loạn tinh nữ hoàng đuổi theo vài bước, nhưng lập tức ngừng chân, xuất hiện một tia hỗn loạn. Đòn thứ nhất bị đối phương đánh lén đắc thủ, cử tử thiên công cũng không có cách nào hoàn toàn áp chế xích hỏa châm, may là lần thứ hai có chuẩn bị, lấy khối kỳ thạch này chặn công kích. Thủ đoạn ám sát của ám dạ đường thật đáng sợ, diệt thánh nỗ càng là trí bảo áp đảo tinh thần cảnh. Hư, dù chạy trốn tới chân trời góc biển, chấm cũng phải giết ngươi nàng triển khai truy kích lang hàn đột nhiên ngừng chân làm sao vậy thủy nhạn ngọc hỏi lang hàn trầm ngâm một hồi nói luôn cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta ám dạ đường hay là triệu luân hạ vô khuyết thủy nhạn ngọc nói ra hung thủ có khả năng nhưng nàng lập tức cười khổ người muốn đối phó lang hàn thật đúng là không ít lang hàn suy nghĩ một chút nói không thể là triệu luân hắn đi theo triệu đại tướng quân nếu như bị bọn họ nhìn chằm chằm vậy lấy thân phận của triệu đại tướng quân muốn giết ta cần gì phải lén lén lút lút, trực tiếp ra tay là được. Hạ vô khuyết cũng không thể, bên người hắn không có cường giả nhật nguyệt cảnh, từng thấy phòng ngự của ta, sẽ không tới tự chuốc nhục nhã. Ám dạ đường có độ khả thi lớn nhất, Lăng Hàn phán đoán, nếu như là ám dạ đường, tại sao không ra tay? Lẽ nào thực lực không đủ mạnh, đang liên hệ cao thủ tới? Thủy Nhạn Ngọc cũng tiến hành suy đoán, Lăng Hàn lắc đầu nói, nơi này đối với mỗi người mà nói đều là địa phương hoàn toàn xa lạ ngay cả phương hướng cũng không có cách nào phán định ngươi làm sao nói cho người khác biết ta ở đây xác thực không có địa đồ nếu xưa nay chưa từng tới làm sao có thể nói cho người khác biết ta ở chỗ nào thủy nhạn ngọc lộ ra vẻ khó khăn nàng vỗ tay nói đã như vậy vậy nói rõ thực lực của đối thủ quá yếu cho nên mới không dám lại đây không nhất định lang hàn cũng không đồng ý có thể đối phương biết tiểu đế tồn tại biết hắn không dễ trêu cho nên mới đang tìm kiếm cơ hội xuất thủ đúng Thủy nhạn ngọc vội vàng gật đầu, nàng theo bản năng quên mất tu la ma đế, chủ yếu là tên này vẫn dùng bộ dáng vô liêm sỉ tồn tại, làm sao có khả năng để nàng nghĩ há, hóa ra cái này cũng là một cường giả. Ô, tại sao tiểu đế ta không có phát hiện chứ? Tu la ma đế nói, vẻ mặt kỳ quái. Lăng Hàn lắc đầu nói, tuy ngươi làm chủ một bộ khôi lỗi nhật nguyệt cảnh, nhưng thực lực của bản thân chỉ là sơn hà cảnh, cường độ thần hồn quá yếu. Nơi này lại áp chế thần hồn, ngươi không cảm ứng được cũng rất bình thường. Tu La Ma Đế lộ ra vẻ chán trường, cảnh giới của hắn không thể ở thần giới thông qua tu luyện tăng lên, để hắn vô cùng khó chịu. Chờ bị người theo như vậy, không bằng dẫn xà xuất động. Lăng Hàn nâng cầm, sau lưng có người nhìn chằm chằm, làm chuyện gì cũng có vẻ chói tay chói chân, tỉ như hắc tháp, vậy không phải muốn vào là có thể vào, sẽ lộ ra bí mật. Làm sao dẫn, Thủy Nhạn Ngọc hỏi, tự nhiên là để tiểu đế chạy đi. Lăng Hàn cười nói, hắn có kim cương phù cùng sư tử phù, ngay cả nhật nguyệt cảnh đỉnh cao cũng không sợ. Chủ nhân, ngài không muốn tiểu đế trung thành tuyệt đối sao? Tu la ma đế vội giả làm chó, đáng tiếc không có đuôi để hắn đong đưa. Cút, lang hàn không chịu được người này, một cước đạp bay hắn. Chủ nhân, tu la ma đế nhất thời bay xa mấy trăm dặm, lang hàn lộ ra nụ cười nói. Hy vọng người này xuất hiện sớm một chút, nếu không luôn có người theo ở phía sau, thật giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vậy. Thủy nhạn ngọc lộ ra vẻ lo âu, nếu như đối phương ra tay, này tất nhiên là cường giả nhật nguyệt cảnh có thể sẽ không cho Lang Hàn cơ hội trốn vào hắc tháp hoặc sử dụng thần phù. Yên tâm, phu quân của ngươi không phải người bình thường. Lang Hàn cười nói, mỹ nữ, đến cười một cái cho đại gia. Thủy Nhạn Ngọc bị hắn chọc cười, liền tức giận cho hắn một cái liếc mắt. Hai người tiếp tục tiến lên, Tu La Ma Đế bị cưỡng chế rời đi, cố ý cho người cơ hội. Sau một ngày, ha ha ha, trong tiếng cười gần chỉ thấy một bóng người xuất hiện, đuổi theo hai người lăng hàn. Đây là một trung niên vóc người thon gầy, bề ngoài xấu xí, chỉ tình cờ thể hiện ra phía sau có một vòng nhật nguyệt, mới cho thấy hắn là cường giả nhật nguyệt cảnh, đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao. Chẳng trách trước đó hắn không xuất hiện, quả nhiên lực chiến đấu không bằng tu la ma đế, lúc này mới không hiện thân. Tiểu tử, ta biết người cố ý đẩy khôi lỗi kia đi, tạo cơ hội cho ta. Tuy ta không biết dụng ý ngươi làm như thế, thế nhưng... Người cảm thấy ở trước mặt ta, có khả năng đào mạng sao? Người này cười lạnh nói, trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu nào cũng không thể nghịch chuyển. Lang Hàn cười ha ha nói, người rốt cuộc xuất hiện, ta nói các hạ, người tốt xấu gì cũng đúng cao thủ nhật nguyệt cảnh, nhưng lén lén lút lút đi theo hai sơn hà cảnh, không cảm thấy đáng thẹn sao? Trường 1156, xong đời thượng. Muốn chết, người trung niên hừ lạnh, hắn không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay. Hắn là sát thủ, tự nhiên là lấy giết người đặt ở thứ nhất, trước ẩn nhẫn không ra tay, là kiên kỵ tu la ma đế, nhưng hiện tại cản trở quét dọn, hắn sẽ không đi quản tại sao, chỉ cần có thể giết người là được. Oanh, trong cơ thể hắn lưu chuyển ra hắc quang vô tận, hóa thành một cự mâu, đâm tới lăng hàn. Sư tử phù, lăng hàn lấy thần phù kề sát ở trên người, nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kinh khủng giật động ở trong người, trên người xuất hiện mấy trăm thần văn. Ngoại trừ Sơn Hà, nhật nguyệt ra, còn có một biện pháp rất trực quan có thể phán định tu vi của thần linh, chính là xem số lượng thần văn. Sơn hà cảnh dưới trăm đạo, nhật nguyệt cảnh dưới ngàn đạo, tinh thần cảnh dưới vạn đạo. Hiện tại, thần văn trên người lăng hàn đạt đến 800 đạo. Oanh, lăng hàn đấm ra một quyền, nguyên lực ngưng tụ thành một bàn tay, nện lên trường mâu. Chỉ vừa đụng vào, độc mâu liền bị đánh tan, cự quyền tiếp tục lao tới, nghiền ép về phía trung niên kia. Ta sát, trung niên kia nhất thời kinh hãi vỡ mật, 800 đạo thần văn. 800 đạo thần văn, phải biết, ngay cả Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn bình thường cũng chỉ có thể tu ra hơn 300 đạo thần văn, bởi vì ngàn đạo liền thuộc về tinh thần cảnh. Như vậy, 800 đạo là khái niệm gì, hầu như có thể xưng là đứng ở biên giới của tinh thần cảnh. Một quyền như vậy, đừng nói bắn trúng hắn, dù chỉ sát qua cũng có thể nghiền ép hắn thành bột phấn. Hắn vội triển khai thân pháp, hốt hoảng bỏ chạy. Ừm, um, cũng còn tốt, hắn xem thời cơ nhanh, cú đấm này hạ xuống, đáy biển xuất hiện một tầng chân không, mà hắn thì bị dòng nước khuấy động cuốn ra mấy trăm trượng. Bóng người lấp lóe, lang hàn giết tới. Người trung niên kia tái mặt rồi, tuy trên người hắn có một ít bảo vật bảo mệnh, nhưng thứ nào cũng không thể chống đỡ được lực lượng của bán tinh thần cảnh, đây là hoàn toàn nghiền ép. Hắn chỉ có bỏ chạy, thế mới biết lá bài tẩy của đối phương cường đại đến để hắn khó có thể tưởng tượng, không trách sẽ để khôi lỗi rời đi, hóa ra thực sự là dẫn xà xuất động, mà không phải cuồng ngạo. Ô, hắn hét lên kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được một luồng gợn sóng quen thuộc. Thái Phong, Thái Phong trưởng lão, hắn vạn phần kinh hỉ, đây là một vị cao tầng của ám dạ đường, cường giả tuyệt đối, tinh thần cảnh đại viên mãn. Ha ha, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Lần này được rồi, coi như lăng hàn người có thủ đoạn đặc thù tăng lên tới chuẩn tinh thần cảnh, nhưng gặp gỡ tinh thần cảnh chân chính, vậy căn bản không phải đối thủ. Huống chi Thái Phong trưởng lão là tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao, càng là cường giả tứ tinh. Vèo, một lão giả bay xe tới, khí thức mạnh mẽ như trời xanh đổ nát, khiến người ta hoàn toàn không thở nổi. Đây là tinh thần cảnh, sắc mặt của Lăng Hàn lập tức cứng lại, vội vã rút lui, cường giả như vậy hoàn toàn không thể địch lại được, dù cho lộ ra bí mật hắn nắm giữ không gian thần khí cũng phải trốn vào trong hắc tháp, bằng không chính là chịu chết. Hắn lướt người đi đến bên cạnh Thủy Nhạn Ngọc, ôm lấy đối phương, muốn tiến vào hắc tháp, nhưng đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì hắn cảm giác được một đạo khí tức mạnh mẽ khác, thậm chí còn trên lão giả này, hơn nữa, có chút quen thuộc. Là, loạn tinh nữ hoàng, cái ý niệm này lướt qua, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ tiến vào hắc tháp, mà đứng ở tại chỗ, yên lặng xem biến đổi. Thái phong trưởng lão, người trung niên kia nửa mừng nửa lo, nhưng căn bản không có chú ý tới, thái phong trưởng lão trong miệng hắn hiện tại vô cùng chật vật, quần áo trên người đã sớm rách dưới, hơn nữa che kín máu tươi. Một đạo thần liên đột nhiên đâm xuyên lại, như lợi mâu, đuổi theo thái phong trưởng lão, xuyên thấu xương vai của hắn cuốn lấy hắn thái phong trưởng lão hiển lộ hết chật vật hắn đã bị loạn tinh nữ hoàng truy sát một ngày một đêm các loại thủ đoạn đều dùng hết nhưng hoàn toàn vô hiệu ở trước mặt vị nữ hoàng này tất cả thủ đoạn của hắn đều phí công hắn căn bản không dám hoàn thủ mà trực tiếp lấy tay hoa kiếm chém về xương vai của mình máu tươi tung tóe nửa bên vai của hắn bị chém xuống thần liên cũng bởi vậy mất đi hiệu quả nhưng ở thời điểm hắn muốn chạy một bàn tay lớn màu trắng đã từ trên trời giáng xuống cánh tay này, trong vắt như ngọc, năm ngón tay thon dài, tràn ngập vẻ đẹp, nhưng ở trong mắt Thái Phong trưởng lão, cái này quả thật chính là bùa đòi mạng, để hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thủ đoạn của hắn đã dùng hết, không ngăn được, ầm, um, bàn tay lớn hạ xuống, hắn cũng bị chân áp xuống đáy biển, khi bàn tay lớn tiêu tan, chỉ thấy xương cốt toàn thân của vị cường giả này chỉ ít đứt đoạn mất một phần ba, không ngừng ho ra máu, khí thức rơi xuống đến đáy vực. Thái, Thái Phong trưởng lão, người trung niên kia sợ đến tiểu trong quần, ở trong mắt hắn, Thái Phong trưởng lão chính là sát thủ đệ nhất thiên hạ, không có người hắn giết không được. Coi như thực lực mạnh hơn Thái Phong trưởng lão thì đã làm sao, sát thủ sẽ không đánh chính diện với ngươi, mà tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất phát động một đòn chí mạng, sau một đòn liền đi, mặc kệ thành công hay thất bại. Nói như vậy, cường giả tinh thần cảnh là rất khó chết, một lòng muốn chạy trốn ai có thể ngăn cản. Nhưng cường giả tinh thần cảnh chết ở trong tay Thái Phong trưởng lão lại nhiều đến 10 người, đủ để chứng minh vị sát thủ này đáng sợ. Nhưng bây giờ thì sao? Lại như một con chó chết nằm trên đất, kia không phải giả chết, mà là thật không xong rồi. Hắn lạnh rung run, đến tột cùng là người nào đang theo đuổi giết thái phong trưởng lão, quả thực nghịch thiên rồi. Vù, khí thế đáng sợ giật động, loạn tinh nữ hoàng xuất hiện, nàng bận long bào, phía sau có áo choàng đỏ thắm, dài khoảng một trượng, cho dù ở đáy biển cũng hơi giật động, hiển lộ hết khí phách. Đương nhiên, vóc người của nàng cũng khiến người ta không rời mắt nổi, vóc người thực quá hoàn mỹ, căn bản không có chút tỉ vết, khiến người ta thần hồn điên đảo. Loạn, Loạn Tinh Nữ Hoàng, người trung niên run giọng nói, thân là một sát thủ hợp cách, tự nhiên nhận ra mấy người mạnh nhất đương đại. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, đều nói Loạn Tinh Nữ Hoàng mạnh mẽ, chính là một trong tam đại bá chủ của Hợp Ninh Tinh. Trước đây hắn không tin, chỉ cho rằng vị nữ hoàng này dựa vào khuôn mặt thượng vị, nhưng hiện tại cuối cùng biết mình sai đến cỡ nào. "Bệ hạ, tha ta một mạng." Thái Phong trưởng lão thảm thiết nói chương 1157, xong đời hạ. Ta nguyện quy thuận bệ hạ, từ đây làm châu làm ngựa. Hắn là sát thủ, không phải nghĩa sĩ, vì bảo mệnh tôn nghiêm lại coi là gì chứ. Loạn tinh nữ hoàng căn bản không để ý đến, một trường vỗ xuống, như khai thiên phách địa, đại thế phá diệt. ầm um, một trường này bay qua, thái phong trưởng lão bị ép thành cặn bá, thần hình câu diệt, mà tên trung niên nhân kia chỉ là dư ba quét chúng, liền bị lực lượng đáng sợ cắn nát, tương tự hải cốt không còn. Thật mạnh, Lăng Hàn thầm nói, đây là lần đầu hắn nhìn thấy loạn tinh nữ hoàng phát uy, lực chiến đấu quả thực có thể để cho thiên địa thất sắc. Thân hình của loạn tinh nữ hoàng hạ xuống, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc, đột nhiên đi đến chỗ hai người. Trong lòng Lăng Hàn lo lắng, mặc dù mọi người đều là người của một quốc gia, nhưng nên có tâm phòng bị người, thiên uy khó dò, ai biết vị nữ hoàng này đánh ý định gì. Loạn tinh nữ hoàng đi tới, đột nhiên lảo đảo một cái, khí tức trên người hỗn loạn. Cường giả tinh thần cảnh, Bước đi sẽ bất ổn, Lăng Hàn lập tức rõ ràng, tuy loạn tinh nữ hoàng hung hăng tiêu diệt cường giả của ám dạ đường y à, nhưng cũng không phải là không có trả giá. Cũng đúng, nàng tất nhiên là gặp phải đột kích, lấy phong cách của ám dạ đường, một khi ra tay là khẳng định có 7-8 phần 10 chắc chắn. Bệ hạ, ngài không sao chứ? Lăng Hàn vội vàng hỏi, hỏi chỉ là cái cớ, đối phương rõ ràng là hướng về phía thủy nhạn ngọc. Tránh ra, loạn tinh nữ hoàng quát khẽ nói, đưa tay đẩy Lăng Hàn qua một bên sau đó một tay tóm lấy tay của Thủy Nhạn Ngọc, hé miệng, cắn tới cổ tay của nàng. Lăng Hàn kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xông tới, lấy thân bảo vệ. Vào lúc này, hắn hoàn toàn không có ý tưởng khác, chỉ biết là một người nam nhân, nếu như không thể bảo vệ nữ nhân của mình, vậy cầu thả sống sót làm gì? Hí, hắn chỉ cảm thấy cổ đau xót, da rẻ như thần thiết cấp 4 lập tức bị phá tan, loạn tinh nữ hoàng cắn tới, đang hấp thụ máu tươi của hắn ngươi là quỷ hút máu sao lang hàn muốn phản kháng đưa tay đẩy đối phương nhưng lực lượng của hắn làm sao có thể đối kháng tinh thần cảnh đẩy một cái căn bản không có tác dụng chỉ phí công dòng máu của hắn bị hút đi không ngừng ý thức trong nháy mắt mơ hồ thủy nhạn ngọc nhìn mà trợn mắt ngoác mồm bởi vì hiện tại tư thái của hai người này quá ám muội một cái cắn cổ của đối phương thật giống như hôn môi vậy mà một cái khác hai tay đặt ở trên ngực cao vót của đối phương không ngừng nhào nặng song đời xong đời thủy nhạn ngọc chỉ cảm thấy đất trời tối tăm người nào không biết nữ hoàng đại nhân băng thanh ngọc khiết tuy được vô số nam nhân ái mộ trong đó thậm chí có trụ thiên hoàng bích lạc hoàng nhưng nàng căn bản không có để ở trong mắt bây giờ lại bị lăng hàn bất lịch sự quản ngươi là cố ý hay vô tình sự thực chính là như vậy chờ loạn tinh nữ hoàng phục hồi tinh thần lại vậy lăng hàn còn có mệnh sao vào lúc này nàng thực sự hận chết lăng hàn mất tại sao lại ra tay chứ cứ để nàng bị nữ hoàng hút khô máu tươi ngược lại sức sống của thần linh mạnh mẽ huyết dịch bị hút khô cũng chỉ là nguyên khí tổn thương nặng cũng sẽ không chết nhưng hiện tại lăng hàn là tình thế chắc chắn phải chết nàng nhìn ở trong mắt trong lòng đột nhiên có một quyết đoán kiên định đột nhiên lấy trường kiếm ra đâm tới loạn tinh nữ hoàng nếu như chỉ có một người sống sót thủy nhạn ngọc tự nhiên hy vọng đó là lăng hàn nàng không để ý loạn tinh nữ hoàng chết rồi cách cục thiên hạ sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào cũng mặc kệ nàng và lăng hàn sẽ bị bao nhiêu người truy sát Nàng không sợ, thời khắc này, nàng chỉ cần lang hàn sống sót. Đùng, nhưng chiêu kiếm này của nàng đâm ra, lại bị một bàn tay nắm thật chặt, không cách nào tiến vào mảy may. Loạn tinh nữ hoàng, nàng đã ngẩng đầu lên, thân thể cũng quay lại, tuy không nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng lúc này, nhưng tin tưởng khẳng định là phẫn nộ đến điên cuồng. Hạ thần của mình, lại dám ám sát nàng, nghịch quốc mưu phản, sát khí giật động, mang theo hoàng uy đáng sợ, để sắc mặt của thủy nhạn ngọc trắng bệch, hoàn toàn không có màu máu. Nàng không sợ, chỉ thâm tình nhìn Lăng Hàn, không thể cùng sinh, nhưng cầu cùng tử. Nhưng một đòn chí mạng chậm chạp không đến, nàng không khỏi kỳ quái, nhìn lại loạn tinh nữ hoàng, chỉ là toàn thân vị nữ hoàng này đều bao phủ ở trong khí tức hỗn độn, căn bản không thể bắt lấy vẻ mặt. Thân thể của Lăng Hàn hơi động, tỉnh lại, mất đi lượng lớn máu để hắn ngất xỉu, nhưng thần hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên rất nhanh thì tỉnh lại, hắn đưa tay nắm lấy tay của loạn tinh nữ hoàng, biểu hiện kiên định. Có hậu quả gì cứ chút lên người ta, hắn hết sức yếu ớt nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định. Loạn tinh nữ hoàng giận tím mặt, nàng băng thanh ngọc khiết cỡ nào, lại hút máu tươi của một số nam nhân, điều này làm cho nàng cảm giác mình bị làm bẩn. Nàng quả đoán giơ bàn tay lên, bốn viên tinh thần hiển hiện, mỗi một hành tinh khổng lồ đều tỏa ra khí tức kinh khủng, để da rẻ của Lăng Hàn nổ tung. Chỉ là máu tươi của hắn bị hút đi, lúc này không thể chảy ra một giọt, có vẻ vô cùng quái dị. Ân đền oán trả. Lăng Hàn cũng sẽ không công chờ chết, lập tức nói. Đừng tưởng rằng ta không biết, trước đó người bị thương, hút máu là vì khống chế thương thế, hoặc là triển khai một loại bí thuật. Vậy thì như thế nào? Loạn tinh nữ hoàng lạnh lùng nói, mục tiêu của nàng nguyên bản là thủy nhạn ngọc, vốn không có ý hại người, cần ngươi tập hợp tới làm chi. Phi, hại nàng hút máu bẩn của nam nhân, còn sản sinh tiếp xúc ra thịt. Ngẫm lại cũng làm cho nàng nổi da gà, buồn nôn đến cực hạn. Thân là hoàng giả, phải ân oán rõ ràng, người giết chúng ta, chính là vô năng bất đạo. Lăng Hàn nghĩ cái gì thì nói cái đó, hiện tại hắn rơi vào trong tay một cường giả tinh thần cảnh, lại không thể trốn vào hắc tháp, tự nhiên phải nghĩ tất cả biện pháp. Dù chấm phụ hết người trong thiên hạ thì đã làm sao? Loạn tinh nữ hoàng không để ý tới, người còn có gì ngôn gì không? Sát, người không theo lẽ thường an bài A, Lăng Hàn vắt hết óc, nhưng thực lực tranh lệch quá lớn, biện pháp gì tựa hồ cũng không có tác dụng. Hừ, loạn tinh nữ hoàng ra tay, một trưởng vỗ về chán của Lăng Hàn. Trường 1158, may mắn, Lăng Hàn không nghĩ nhiều, coi như lộ ra bí mật của hắc tháp, cũng nhất định phải để tiểu tháp ra tay, cùng lắm hắn lưu lạc thiên nhai, hiện tại hắn tiến vào thần giới, trời đất bao la, không giống ở tiểu thế giới, cũng chỉ có chút địa phương như thế, cường giả có thể dễ dàng tìm ra hắn. Nhưng loạn tinh nữ hoàng đánh ra một trường này, lại giữa đường ngừng lại. Đáng chết, vị nữ hoàng này thầm kêu lên, vào lúc này lại nổi lên ý niệm của cửu quận vương, ngăn cản nàng hạ thủ. Nàng muốn chém đi ý niệm này, nhưng nếu chém xuống, quan hệ quá to lớn, ý nghĩa nàng nỗ lực trăm vạn năm sẽ hóa thành hư không. Quả nhiên, nàng ngăn cản quá chậm, nam nhân đáng ghét này đã để cửu quận vương sản sinh hảo cảm, vào lúc này sinh ra ảnh hưởng với nàng. Trong lòng nàng hung ác, muốn vỗ xuống, nhưng trong lòng có một luồng ai oán lưu chuyển, làm cho nàng dừng tay lần thứ hai. Đáng ghét, đáng ghét, loạn tinh nữ hoàng hừ một tiếng, Ném Lăng Hàn ra ngoài, lạnh giọng nói: "Chuyện hôm nay, xưa nay chưa từng xảy ra." Nói xong, thân hình nàng nhảy lên, trong nháy mắt liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng thật là ngang ngược không biết lý lẽ, Lăng Hàn nghe răng nói, hắn đã vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, nhưng đây là dùng để chữa thương, mà hắn kỳ thực không có bị thương, chỉ là nguyên khí tiêu hao, dù là bất diệt chân dịch cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ. Thủy Nhạn Ngọc như nằm mơ vậy, bọn họ lại tránh được một kiếp. Chủ nhân, chủ nhân, nhớ chết tiểu đế. Tu la ma đế xuất hiện, dáng dấp tái mét. Lan, lăng hàn một cước đạp bay hắn, tên này quả nhiên không dựa dẫm được. Trước đó loạn tinh nữ hoàng ở đây, hắn dám cũng không dám thả một cái, hiện tại lại chạy ra. Có điều cũng khó trách, coi như tu la ma đế chạy đến cũng chỉ là chịu chết. Vì lẽ đó lăng hàn cũng chỉ đạp bay hắn để xả giận, mà không có xuống tay độc ác. Hô, không có chết, vạn hạnh vạn hạnh. Lăng Hàn thở ra một hơi, coi như là bị chó cắn đi, thuốc bổ trong hắc tháp nhiều lắm, không bao lâu liền có thể bù đắp lại nguyên khí. Thủy Nhạn Ngọc cho hắn một cái liếc mắt nói, ngươi có biết, vừa nãy ngươi bất lịch sự với bệ hạ không? Ha, lăng hàn kỳ quái, ngươi đùa sao, vừa nãy ta bị hấp thành người khô, còn có thể bất lịch sự với nữ nhân kia. Hừ, ta thấy rất rõ ràng, hai tay của ngươi chộp vào trên ngực bệ hạ. Thủy Nhạn Ngọc vị chua mười phần, trước chỉ lo lắng lăng hàn, hiện tại an toàn, nàng tự nhiên ghen. Cái gì? Lăng Hàn khiếp sợ, khó mà tin nổi giơ tay lên, chúng lại nắm lấy ngọn núi của loạn tinh nữ hoàng. Dựa vào, sao hắn một chút ấn tượng đều không có, một điểm cảm giác đều không có. Có phải là chưa hết thòm thèm, đáng tiếc không? Thủy Nhạn Ngọc hừ hừ nói, nam nhân quả nhiên không dựa dẫm được. Nói bậy gì đó, Lăng Hàn kéo nàng lại, vừa nãy suýt chút nữa chết, nào nghĩ đến nhiều như vậy. Thủy Nhạn Ngọc cũng lộ ra vẻ nghĩ mà sợ, bọn họ một cái nắm meo meo của nữ hoàng bệ hạ, một cái có ý đồ hành thích vua nhưng ai cũng không chết quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi vẫn là vợ ta cảm giác tốt lăng hàn cười khà khà nắm hai ngọn núi của thủy nhạn ngọc cảm giác thực sự là rất tốt lưu lưu manh thủy nhạn ngọc trách mắng nàng vừa định đẩy lăng hàn lại phát hiện lăng hàn ngã vào trong ngực của nàng ngủ thiếp đi nhất thời nhu tình vô hạn ôm lấy lăng hàn nam nhân này vì bảo vệ nàng mới dũng cảm đứng ra nếu không sẽ không có nhiều phiền phức như vậy Nàng không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào, nữ nhân có thể gặp phải một nam nhân vì mình không tiếc sinh mệnh, vậy còn có đòi hỏi gì nữa. Nàng ôm Lăng Hàn, để hắn thoải mái gối lên đôi chân mềm mại của nàng nghỉ ngơi. Chỉ là, nàng vẫn không có rõ ràng, nữ hoàng đại nhân rõ ràng đều động sát cơ với bọn họ, tại sao lại dừng tay? Thế gian còn có chuyện gì có thể để cho nữ hoàng đại nhân kiêng kỵ sao? Tuyệt đối không có, nhưng nàng rất nhanh ném chuyện đó ra sau đầu, chỉ si ngốc nhìn Lăng Hàn, trong lòng ngọt ngào cũng không biết qua bao lâu thủy nhạn ngọc phát hiện lăng hàn mở hai mắt đang nhìn mình chằm chằm trong lòng nàng xấu hổ muốn buông lăng hàn ra nhưng cảm giác eo căng thẳng đã bị lăng hàn ôm lấy thê tử để ta nằm một chút lăng hàn vùi vào trong ngực của nàng nói thủy nhạn ngọc vừa thẹn vừa mừng nhưng ra mặt nàng mỏng trách mắng người bao lớn còn làm nũng gì chứ lăng hàn cười ha ha ở trong ngực của nàng gặm hai cái lúc này mới đứng lên nói ngủ một giấc cảm giác tinh thần rất tốt tuy nguyên khí chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng xác thực khôi phục không ít. Thủy nhạn ngọc hừ hừ, người này thực sự là sàm sở nàng đến nghiện, sao lúc nào cũng muốn dở trò. Tu la ma đế đã trở về, ngoan ngoãn chờ ở phía xa, dám cũng không dám thả một cái. Lăng hàn gặm nhân sâm, linh chi tẩm bổ, sau đó nói. Chúng ta tiếp tục đi thôi, không nghỉ ngơi một chút sao. Thủy nhạn ngọc vẫn quan tâm lăng hàn, dù sao bị hút đi toàn bộ máu tươi, dù cho lấy sức khôi phục của lăng hàn cũng là gánh nặng không có chuyện gì lăng hàn nhoẻn miệng cười sau đó gãi gãi đầu nhưng nếu như gặp lại vị nữ hoàng kia phải làm sao đối mặt đây trước hắn lẽ thẳng khí hùng đó là bởi vì không biết mình đã từng vò meo meo của loạn tinh nữ hoàng nhưng ngày sau gặp lại hắn nhất định sẽ không kìm lòng được mà nhìn ngực của loạn tinh nữ hoàng hồi ức cảm giác bị đối phương nhìn thấy phỏng chừng sẽ phát điên a à. ai đến cùng phải làm sao a à? hắn thở dài thủy nhạn ngọc lắc đầu nói ta tin tưởng nếu như chuyện này tiết lộ người sẽ bị trụ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng truy sát hai nhân vật bá chủ truy sát một sơn hà cảnh cái này nghe rất buồn cười nhưng cũng không phải là không thể phát sinh người nào không biết hai vị đế hoàng này tràn ngập ái mộ với loạn tinh nữ hoàng biểu thị chỉ cần nữ hoàng đáp ứng gả cho bọn họ nguyện lấy giang sơn xã tắc làm đồ cưới hiện tại nữ thần trong lòng của bọn họ bị người tập kích ngực vậy có phải sẽ bị bọn họ phán xuống tội chết không lăng hàn vặn lấy ngón tay cười nói Hiện tại ta đắc tội bao nhiêu tinh thần cảnh rồi nhỉ? Thủy Nhạn Ngọc chỉ có mắt trợn trắng thôi, một sơn hà cảnh nho nhỏ lại để cho rất nhiều cường giả tinh thần cảnh nhìn chăm chằm, phỏng chừng khắp thiên hạ chỉ có lang hàn độc nhất. Cái này vừa làm cho nàng im lặng, lại rất khâm phục, đổi một sơn hà cảnh khác thử xem. Chương 1159, lại thấy tháp. Đừng nói sơn hà cảnh, ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng không có tư cách như vậy. Hai người đi tới, trải qua trước đó đồng sinh cộng tử, tình cảm của hai người tự nhiên tiến thêm một bước, tình cờ trao đổi một cái ánh mắt trong lòng liền ngọt ngào, nên một đường tự nhiên không tẻ nhạt, chỉ cần nhìn đối phương một chút, trong lòng liền cực kỳ phong phú. Bọn họ vẫn giống như trước, đánh thắng được thì để tu la ma đế đi đánh, đánh không lại liền trốn, tuy đại ngư ở nơi này lực lượng to lớn, nhưng bởi vì không tu luyện, nên không có khai hóa trí tuệ, bởi vậy không lo lắng bị bọn chúng phát hiện bí mật của hắc tháp. Sau mười mấy ngày, phía trước xuất hiện một tòa tháp. Đây là một cái tháp 9 tầng, nhưng độ cao như phá mặt biển, vô cùng hùng vĩ. Ở tầng dưới chót, có người đang tiến vào, cũng có người muốn từ tầng 2, tầng 3 tiến vào, bất quá vừa tiếp cận liền bị một tia chấp đánh bay, có người bị đánh chết, có người chỉ trọng thương. Hiển nhiên, không có đủ thực lực căn bản không thể từ tầng cao tiến vào, chỉ có thể đi tầng dưới chót. Đi xem xem, Lăng Hàn nói, hai người một khôi lối đi tới, lối vào ở tầng dưới chót lớn thái quá, độ cao đạt trăm trượt, độ rộng khoảng 50 trượt, cái này đủ để mấy trăm người đồng thời tiến vào. Lăng Hàn tiến vào, Tu La Ma Đế hóa thành một quả cầu nhỏ, bị Lăng Hàn cất đi, miễn cho tên này lộ ra sơ sót, không giống như là một khôi lỗi. Lăng Huynh, tiếng kêu truyền đến, Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người thiệu tư tư, Đỗ An đã đến nơi này, tự nhiên, hạ vô khuyết làm người ta ghét cũng có mặt. Ngoại trừ bốn vương giả tuổi trẻ này ra, còn có ba người khác ngang hàng bọn họ, khí thế không hề yếu. Đến đến đến, giới thiệu cho mọi người đỗ an cười cười chỉ vào lăng hàn nói vị này chính là lăng hàn lăng huynh người duy nhất xông qua thạch trận nghe nói như thế ba người trẻ tuổi kia đều lộ ra vẻ khiếp sợ không tự chủ được nhìn chằm chằm lăng hàn bọn họ không có sông thạch trận bởi vì trước đó bọn họ theo đại nhân trong nhà đồng thời lăng bạt bọn họ xác thực cũng gặp phải thạch trận nhưng cấp bậc không phải nhật nguyệt cảnh chính là tinh thần cảnh bọn họ ngay cả cơ hội thử một lần cũng không có có điều cái này cũng không trở ngại bọn họ biết thạch trận khủng bố Lấy bọn họ biết, không có một người xông qua, ngay cả những cường giả tinh thần cảnh lâu năm kia cũng ở giai đoạn thứ sáu, thứ bảy thua trận. Dựa theo những cường giả kia suy đoán, muốn xông qua thạch trận, vậy không chỉ phải đạt đến đại cảnh giới đỉnh cao, chỉ ít còn phải nắm giữ lực chiến đấu cửu tinh. Điều này có thể sao? Nhưng hiện tại ở trước mặt bọn họ hiện ra một ví dụ thành công, há có thể không làm bọn họ khiếp sợ. Nếu không phải lời này là từ Đỗ An nói, bọn họ tuyệt đối sẽ coi như là lời vô căn cứ. Lăng Hàn, ba vị này phân biệt là toàn lập hiên là cảnh nhân cùng quan vinh không bao lâu nữa chúng ta sẽ tái tụ ở lẫm thiên tông trở thành sư huynh đệ sư tỷ đệ đỗ an cười nói lăng hàn gật gù chắp tay nói xin chào ba vị ba người kia không dám thất kính nghĩ đến lăng hàn yêu nghiệt như thế bối cảnh hẳn không yếu hơn bọn họ bởi vậy mỗi người đều vô cùng khách khí hạ vô khuyết xì một tiếng chỉ cảm thấy lăng hàn càng ngày càng đáng ghét ba người toàn lập hiên thông minh cỡ nào trong lòng lập tức rõ ràng lăng hàn cùng hạ vô khuyết không hợp nhau nhưng lai lịch của bọn họ không kém hạ vô khuyết tự nhiên không cần kiêng kỵ xa lánh lăng hàn mấy vị tới trước có biết tòa tháp này là tình huống thế nào không lăng hàn hỏi ha ha lang huynh đến rất đúng lúc chúng ta vừa vặn tổ đội tô kinh cười nói thiệu tư tư giải thích nơi này cần 10 người cảnh giới tương đồng đồng thời xông qua mà chỉ cần có một người thất bại như vậy toàn bộ đội ngũ sẽ bị đào thải hơn nữa chỉ có một cơ hội lang hàn nha một hồi chẳng trách thiên tài như bọn họ đều chờ ở chỗ này một kéo chín không hẳn có thể kéo động hơn nữa nếu như thất bại còn có thể làm lại vậy không đáng kể coi như lần thứ nhất là học kinh nghiệm nhưng thất bại một lần liền không còn cách nào tiến vào vậy mọi người đều phải cẩn thận thông qua nơi này có ích lợi gì sao hắn hỏi hạ vô khuyết lại xì một tiếng thật là một con buôn chỉ muốn chỗ tốt chẳng lẽ không cảm thấy bọn họ có thể làm được việc mà người khác không thể mới là chuyện thiên kiêu nên làm sao không biết thiệu tư tư nhưng lắc đầu người thất bại đều đi ra có thể ở đây xem nhưng không cách nào lại tổ đội thử nghiệm mà những người khác thì không xuất hiện có thể tiến vào tầng thứ hai tầng thứ ba thậm chí tầng thứ chín lăng hàn nhoẻn miệng cười nói vậy chúng ta còn chờ cái gì lên đường thôi bảy người thiệu tư tư hạ vô khuyết có thể nói là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi kỳ thực bảy người bọn họ liên thủ không chỉ cần ba người liên thủ vậy mỗi người lại chăm sóc hai người, cũng có niềm tin khá lớn mang đội ngũ đi ra ngoài. Nghĩ đến nơi này kiểm tra hẳn giống như thạch trận, theo cảnh giới mà gì, không thể để Sơn Hà Cảnh đi chạm nguy hiểm của Nhật Nguyệt Cảnh, vậy thì không phải sát hạch, mà là muốn đòi mạng. Một kéo hai, đối với bọn họ mà nói hẳn không thành vấn đề. Sở dĩ cần nhiều người đồng thời, là có dụng ý kết bạn, dù sao bọn họ nhất định sẽ tiến vào lẫm thiên tông, đến thời điểm đó bối cảnh gia tộc của bọn họ sẽ mất giá rất nhiều, kết bạn càng nhiều thiên tài, đối với bọn hắn càng có lợi. Ha ha, vậy liền lên đường đi. Tính cả Lăng Hàn, lại thêm Thủy Nhạn Ngọc, Trưởng Tôn, tập hợp thành một đội ngũ 10 người, phía trước có một môn hộ tối tăm rậm rạp, chính là lối vào của tầng thứ nhất, nếu không đủ 10 người đi tới, sẽ bị bài xích đi ra. Bọn họ sóng vai mà đi, đồng thời tiến vào trong đó. Cảnh vật thay đổi, bốn phía đã biến thành một đại điện trống rỗng, có cây cột to lớn đứng vững, bốn phía không hề tăm tối bởi vì những cây cột này đang phát tán ra tia sáng. Chủ nhân, tiểu đế không động đậy được nữa. Tu La Ma đế đột nhiên nói, tiểu đế bị cầm cố ở trong khôi lỗi, ngay cả nhúc nhích cũng không thể. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, quả nhiên, nơi này hạn chế số lượng 10 người, lại có quy định cảnh giới, vậy tự nhiên không thể sử dụng khôi lỗi, bằng không quá không công bằng. Hắn lại lấy ra kim cương phù cùng sư tử phù kiểm tra, hai tấm thần phù này cũng ảm đạm, hiển nhiên không cách nào sử dụng.